4. Chư Phật Thế Tôn có vô biên biển sắc tướng và đại quang minh luân đầy đủ thanh tịnh. Trong thanh tịnh lại đầy đủ quang minh, không thể nghĩ bàn. 5. Chư Phật Thế Tôn hiện ra đủ thứ biển sắc tướng và đủ thứ quang minh, cũng không thể nghĩ bàn. 6. Chư Phật Thế Tôn có các châu báu thù thắng. Mỗi thứ báo phóng ra 10 quang 5 màu như ngọn lửa, cũng không thể nghĩ bàn. 7. Chư Phật Thế Tôn có một thứ lời lẽ âm thanh, hay thành tựu đủ thứ lời lẽ, đủ thứ âm thanh, không thể nghĩ bàn. 8. Chư Phật Thế Tôn hay thể hiện ba thứ biển tự tại, tức cũng là thân, miệng, ý, ba nghiệp đều được tự tại. Tự tại điều phục được tất cả chúng sinh, thành thục tất cả chúng sinh. Điều phục là khiến cho chúng sinh can cường hết can cường, chúng sinh đi vào đường tà, khiến cho họ đi trên con đường chánh. Thành thục là khiến cho chúng sinh đã trồng căn lành thì sớm thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành thục thì khiến cho đắc được giải thoát. Năng lực điều phục thành thục tất cả chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. 9. Chư Phật Thế Tôn dùng sự dũng mãnh để điều phục chúng sinh, khiến cho tâm niệm của họ chẳng luống qua, tức cũng là dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp để cảm hóa chúng sinh. Vì tập khí của chúng sinh quá nặng, do đó trước dùng câu dục móc, sau khiến vào Phật trí. Chúng sinh ưa thích gì thì Phật bố thí vật đó. Chúng sinh thích nghe pháp gì thì Phật nói pháp đó, hoặc làm sự nghiệp có ích đối với chúng sinh, hoặc làm cùng nghề nghiệp với họ, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, sau đó giảng giải đạo lý 6 ba la mật, thì họ nhất định sẽ tin, y theo pháp tu hành. Đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. An trụ Phật địa không thể nghĩ bàn. Vào cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ bàn. Oai lực hộ trì không thể nghĩ bàn. Quán sát tất cả trí huệ sở hành của Phật không thể nghĩ bàn. Các lực viên mãn không thể phá hoại, không thể nghĩ bàn. Vô úy công đức chẳng ai hơn được, không thể nghĩ bàn. Trụ trong tam muội chẳng khác biệt, không thể nghĩ bàn. Thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Trí huệ thanh tịnh tự tại không thể nghĩ bàn. Tất cả Phật pháp không thể hủy hoại, không thể nghĩ bàn. An trụ tại Phật địa, tu đủ thứ pháp môn thì tương lai có thể thành Phật. Đây là không thể nghĩ bàn. Minh bạch cảnh giới của Như Lai, đây là không thể nghĩ bàn. Dùng oai lực để hộ trì Phật pháp, đây là không thể nghĩ bàn. Quán sát tất cả pháp môn trí huệ sự tu hành của Phật, đây là không thể nghĩ bàn. 10 lực của Phật viên mãn, chẳng có bất cứ lực nào có thể phá hoại được. Đây là không thể nghĩ bàn. Phật thì phước huệ đều tu, công đức viên mãn, chẳng ai hơn được. Đây là không thể nghĩ bàn. Trụ ở trong tam muội chẳng có phân biệt, tức cũng là tam muội biến nhất thiết xứ. Đây là không thể nghĩ bàn. Tu hành thành công thì có thần thông biến hóa. Đây là không thể nghĩ bàn. Có quang minh thanh tịnh, có trí huệ tự tại thì chẳng điên đảo, chẳng vọng tưởng. Tại sao có tâm tham dục? Vì chẳng có trí huệ. Nếu có trí huệ thì sẽ buông xả tất cả, còn có gì để tham luyến? Đây là không thể nghĩ bàn. Tất cả Phật pháp chẳng có sức lực nào có thể phá hoại được. Đây là không thể nghĩ bàn. Tu hành Phật pháp nếu thật tâm mà tu thì kẻ khác phá hoại như thế nào cũng chẳng được. Như đạo tràng chùa Kim Sơn là chân thật tu hành. Có người phê bình tốt, có người phê bình chẳng tốt. Bất cứ tốt hoặc không tốt, quy củ của chùa Kim Sơn vẫn không thay đổi. Có trước có sau, quán triệt đáo để. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn đều phụng hành ngày ăn một bữa vào buổi trưa, đêm ngủ ngồi tham thiền đã tọa, tụng kinh trì chú. Toàn thế giới chẳng thể tìm được nơi thứ hai như thế này. Người có tà tri tà kiến thì cho rằng
quy củ của chùa Kim Sơn chẳng hợp với thời đại, do đó mà sinh ra đủ thứ phỉ báng. Nên biết, người phá hoại đạo tràng thì tương lai chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi hoặc là á khẩu. Tất cả các pháp như vậy, tôi đều nương thần lực của Đức Phật và oai thần lực của tất cả Như Lai, tuyên nói đầy đủ. Bồ Tát Phổ Hiền nói, giống như tất cả các pháp vừa nói ở trên, tôi đều nương thần lực của Phật và đại oai thần lực của tất cả Như Lai, tuyên nói tỉ mỉ cho các vị nghe. Vì khiến cho chúng sinh vào biển trí huệ của Phật, vì khiến cho tất cả Bồ Tát được an trụ ở trong biển công đức của Phật, vì khiến cho tất cả thế giới hải, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước, vì khiến cho tất cả biển kiếp, chủng tánh của Như Lai luôn luôn chẳng đoạn diệt, vì khiến cho trong tất cả thế giới hải hiển bày tánh chân thật của các pháp, vì khiến cho tùy vô lượng sự hiểu biết tất cả các biển chúng sinh mà diễn nói, vì khiến cho tùy các căn của tất cả biển chúng sinh các Phật pháp, vì khiến cho tùy sự ưa thích của tất cả biển chúng sinh mà phá tan tất cả núi chướng ngại, vì khiến cho tùy tâm hạnh của tất cả biển chúng sinh mà khiến cho họ tịnh tu trị yếu đạo ra khỏi ba cõi, vì khiến cho tất cả Bồ Tát an trụ ở trong biển thệ nguyện của Phổ Hiền. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền phải tuyên nói đầy đủ tất cả các pháp? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vào biển trí huệ của Phật. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Lại muốn khiến cho tất cả Bồ Tát ở trong biển công đức của Phật, tu công đức của Phật tu, viên mãn công đức mà Phật đã thành tựu, đắc được an trụ. Lại muốn khiến cho tất cả thế giới hải, hết thảy tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước, rất tự nhiên mà thành công. Lại muốn khiến cho thời gian trong tất cả biển kiếp, chủng tánh của Như Lai thường chẳng dứt mất. Lại muốn khiến cho trong tất cả thế giới hiển bày ra tánh chân thật của tất cả các pháp, tức cũng là chân như thật tánh. Lại muốn khiến cho tùy theo sự hiểu biết vô lượng của tất cả biển chúng sinh mà diễn nói. Chúng sinh sức hiểu sâu thì nói nhiều một chút, chúng sinh sức hiểu cạn thì nói ít một chút. Đối với chúng sinh đã giác ngộ thì nói đạo lý thật tướng của các pháp. Lại muốn khiến cho tùy thuận căn tánh của tất cả biển chúng sinh, sau đó dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khiến cho họ sinh niềm tin Phật pháp. Lại muốn khiến cho tùy theo sự ưa thích của chúng sinh, trong tâm họ hoan hỷ gì thì vì họ mà nói pháp để phá trừ núi chướng ngại cống cao ngã mạn của chúng sinh. Lại muốn khiến cho tùy thuận biển tâm và hành vi của chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh tu trì pháp môn yếu đạo, vượt ra khỏi ba cõi. Lại muốn khiến cho tất cả Bồ Tát an trụ ở trong biển thệ nguyện của Phổ Hiền, cho nên phải vì chúng sinh nói pháp. Chúng ta xem pháp thế gian quá quan trọng mà coi nhẹ pháp xuất thế gian. Nổi giận thì khí lực rất lớn, còn nghiên cứu Phật pháp thì khí lực rất nhỏ. Nếu học Phật pháp mà dũng mãnh như nổi giận thì nhất định sẽ thành Phật. Tâm tu hành mà nặng như là tham dục thì chắc chắn sẽ thành tựu. Tu thiền mà dụng công như đàm luận về luyến ái thì chắc chắn sẽ khai ngộ. Đáng tiếc dụng sai chỗ, cho nên vĩnh viễn vẫn là phàm phu tục tử. Thử nghĩ xem, mục đích xuất gia là gì? Là muốn khai ngộ thì phải đừng có vọng tưởng, chuyên tâm tham thiền. Muốn thành Phật thì cần phải đừng có dục niệm, chuyên nhất tu hành. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho vô lượng đạo tràng đại chúng hải hội đều sinh hoan hỷ. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho mười phương vô lượng đại chúng hải hội trong đạo tràng của chư Phật đều sinh hoan hỷ mà diễn nói diệu pháp. Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát khác đều như nhau, bất quá hạnh nguyện của Ngài lớn, cho nên làm trưởng tử của Phật. Trong các đại Bồ Tát thì địa vị của Ngài cao nhất,
giống như Bồ Tát Đại Trí Giang Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng đều gọi là Đại Bồ Tát, làm lãnh tụ chúng Bồ Tát. Cảnh giới của các ngài không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền có cảnh giới được chư Phật gia trì và nương vào sức tu hành của mình. Nguyện ngài phát ra, một số Bồ Tát chẳng phát. Hạnh của ngài tu, một số Bồ Tát cũng chẳng tu hành qua. Hạnh nguyện của ngài là tận hư không khắp pháp giới. Phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm là phẩm hạnh nguyện của Phổ Hiền, tức là nói về hạnh tu và nguyện lực của ngài. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho vô lượng đạo tràng đại chúng hải hội đều sinh hoan hỷ. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho mười phương vô lượng đại chúng hải hội trong đạo tràng của chư Phật đều sinh hoan hỷ mà diễn nói diệu pháp. Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát khác đều như nhau, bất quá hạnh nguyện của ngài lớn cho nên làm trưởng tử của Phật. Trong các đại Bồ Tát thì địa vị của ngài cao nhất, giống như Bồ Tát Đại Trí Giang Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng đều gọi là Đại Bồ Tát, làm lãnh tụ chúng Bồ Tát. Cảnh giới của các ngài không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền có cảnh giới được chư Phật gia trì và nương vào sức tu hành của mình. Nguyện ngài phát ra, một số Bồ Tát chẳng phát. Hạnh của ngài tu, một số Bồ Tát cũng chẳng tu hành qua. Hạnh nguyện của ngài là tận hư không khắp pháp giới. Phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm là phẩm hạnh nguyện của Phổ Hiền, tức là nói về hạnh tu và nguyện lực của ngài. Vì khiến cho tất cả các pháp tăng trưởng ưa thích, vì khiến cho chúng sinh sanh biển tinh hiểu rộng lớn chân thật, vì khiến cho chúng sinh tịnh trị phổ môn pháp giới tạng thân, vì khiến cho chúng sinh an lập biển hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì khiến cho chúng sinh tịnh trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng, vì khiến cho chúng sinh tăng trưởng biển đại huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng, vì khiến cho chúng sinh sinh sức lực Đà La Ni trì tất cả pháp thân, vì khiến cho trong tất cả đạo tràng khai thị hết tất cả cảnh giới của chư Phật, vì khiến cho khai xiển tất cả pháp môn của Như Lai, vì khiến cho tất cả trí tánh tăng trưởng pháp giới rộng lớn thâm sâu, bèn nói bài kệ rằng: lại khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích đối với tất cả Phật pháp tăng trưởng, lại khiến cho tất cả chúng sinh sinh niềm tin và hiểu biết rộng lớn chân thật như biển cả, lại khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh tu trì phổ môn pháp giới tạng thân, tức là tận hư không biến pháp giới đều là thân thể của tôi, tức Bồ Tát Phổ Hiền, lại khiến cho tất cả chúng sinh đều an lập ở trong biển đại nguyện của Phổ Hiền, lại khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh tu trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng, lại khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng trí huệ biển đại trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng, lại khiến cho tất cả chúng sinh sinh lực tổng trì để trì tất cả pháp luân, lại khiến cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả đạo tràng đắc được hết thảy cảnh giới của Phật đều khai thị, lại khiến cho tất cả chúng sinh nghe đến tất cả pháp môn của Như Lai cho nên khai xiển nghĩa lý,
lại khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng tự tánh, nhất thiết trí huệ, pháp giới rộng lớn thâm sâu. Bồ Tát Phổ Hiền lại dùng kệ để nói rõ ý nghĩa này. Trí huệ thâm sâu biển công đức, khắp hiện mười phương vô lượng cõi. Tùy các chúng sinh đáng được thấy, quang minh chiếu khắp, chuyển pháp luân. Trí huệ của Phật rất thâm sâu, công đức của Phật như biển cả, đều không thể nghĩ bàn. Cho nên hiện khắp trong các cõi nước mười phương. Cảnh giới này tùy theo tất cả chúng sinh đáng được thấy thì thấy được. Trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp pháp giới, chuyển diệu pháp luân. Mười phương biển cõi không nghĩ bàn, vô lượng kiếp Phật đều nghiêm tịnh, vì độ chúng sinh khiến thành thục, xuất hiện tất cả các cõi nước. Mười phương biển cõi, tức là vì cõi nước quá nhiều, cho nên gọi là biển cõi, không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp về trước, Phật khiến cho các cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, vì giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho quả bồ đề thành thục, cho nên Phật chẳng sợ phiền não, chẳng sợ khổ, xuất hiện ra đời trong các cõi nước mười phương để giáo hóa chúng sinh. Cảnh Phật thâm sâu không nghĩ bàn, khắp bầy chúng sinh khiến được giàu. Tâm họ ưa nhỏ chấp các cõi, không thể thông đạt chỗ Phật ngộ. Cảnh giới của Phật rất thâm sâu, chẳng dễ gì minh bạch, diệu không thể nghĩ bàn. Tuy chẳng dễ gì minh bạch, nhưng Phật vẫn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ minh bạch đạo lý này. Trong tâm tất cả chúng sinh ưa thích cảnh giới nhỏ, cho nên chấp vào tam giới 25 cõi. Vì chấp vào các cõi nên không thể thông đạt lãnh ngộ pháp của Phật nói. Nếu người tâm tịnh tin vững chắc, thường được gần gũi thiện tri thức, tất cả chư Phật đều gia trì, họ mới giàu được trí Như Lai. Nếu như có chúng sinh niềm tin thanh tịnh và vững chắc, thì luôn luôn được gần gũi bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là pháp thân huệ mạng, hay khiến cho trí huệ tăng trưởng. Tất cả chư Phật gia bị loại chúng này, khiến cho họ ra khỏi ba cõi, vào được trí tuệ của Như Lai, tức cũng là đắc được đại viên cảnh trí của Phật. Chúng ta người tu đạo phải gần gũi bậc thiện tri thức mới đắc được chánh tri chánh kiến, còn ngược lại chỉ được tà tri tà kiến. Thiện tri thức là gì? Tức là dạy bạn nhẫn nhục, nhường nhịn, chẳng tranh với người, chẳng biện luận với người. Một vị thiện tri thức chân chánh, chẳng quá tâm ích kỷ lợi mình, lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi đều lo nghĩ cho đại chúng. Ác tri thức thì dạy bạn tranh danh đoạt lợi, chẳng tu hành, chỉ nói lời ngon ngọt, làm việc bất thiện, chuyên môn ích kỷ, tất cả đều vì lợi ích cho chính mình, chuyên gây phiền não cho mọi người, đố kỵ người khác, sợ người giỏi hơn mình. Đó là sự khác nhau giữa thiện tri thức và ác tri thức. Hy vọng mọi người nhận thức cho rõ ràng. Thiện tri thức thì thường khen ngợi người khác, cung kính người khác. Do đó, kính người thì người kính mình, thương người thì người thương mình. Chẳng nói thị phi của người khác, giữ điều xấu, khoe điều tốt. Ác tri thức thì luôn luôn phê bình người khác, phỉ báng người khác, hủy nhục người khác, giấu điều thiện, dạch điều xấu, chuyên nói thị phi kẻ khác. Tóm lại, người dạy bạn thiệt thòi là thiện tri thức, người dạy bạn chiếm tiện nghi là ác tri thức. Lìa các xiểm dối, tâm thanh tịnh, thường vui từ bi tánh hoan hỷ. Người trí lực rộng lớn tinh sâu, nghe được pháp này sinh vui mừng. Người tu đạo phải lìa khỏi tất cả hành vi xiểm nện lừa dối, thì tâm mới được thanh tịnh, tâm mới thường khoái lạc. Có tâm từ bi thì tánh tình tùy thuận hòa nhã, chẳng nổi giận. Người chí hướng và nguyện lực rộng lớn tinh sâu, nghe được pháp này thì nhất định sẽ sinh tâm vui mừng. An trụ các đại nguyện phổ hiền,
tu hành đạo Bồ Tát thanh tịnh, quán sát pháp giới như hư không, đây mới biết được hạnh Phật tu. Người tu hành phải an trụ trong các đại nguyện của Phổ Hiền thì mới tu hành đạo thanh tịnh của Bồ Tát, quán sát được mười phương pháp giới như hư không, như thế mới biết được hạnh môn của Phật tu và quả vị đắc được. Đây các Bồ Tát được lợi hành, thấy thần thông của tất cả Phật. Người tu đạo khác chẳng biết được, người hành Phổ Hiền mới ngộ được. Tất cả Bồ Tát trong pháp hội này đều đắc được lợi lành, thấy được sức thần thông biến hóa của tất cả chư Phật. Người tu hành pháp môn khác thì chẳng dễ gì biết được cảnh giới này. Chỉ có người tu hành hạnh nguyện Phổ Hiền thì mới minh bạch và ngộ được cảnh giới này. Vì hạnh nguyện của Phổ Hiền là cảnh giới sâu nhất, rộng nhất. Chúng sinh rộng lớn chẳng bờ mé, Như Lai đều hộ niệm tất cả, chuyển bánh xe pháp khắp hết thảy, đây cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Hết thảy chúng sinh rộng lớn chẳng có bờ mé, tuy chúng sinh nhiều như thế nhưng đều là Phật hộ niệm. Phật đến hết thảy các cõi nước chuyển bánh xe pháp, đây là cảnh giới nguyện lực của pháp thân Tỳ Lô Giá Na sở thành tựu. Tất cả cõi nước vào thân tôi, chỗ chư Phật ở cũng như thế. Ông nên quán các lỗ long tôi, nay tôi chỉ bày cảnh giới Phật. Bồ Tát Phổ Hiền nói, hết thảy mười phương cõi nước chư Phật đều vào được trong thân của tôi. Tận hư không biến pháp giới, chỗ của chư Phật ở cũng đều nhiếp vào trong thân của tôi. Các ông, mọi người hãy quán sát tất cả lỗ chân lông trên thân của tôi, có mười phương chư Phật đang chuyển pháp luân, vì chúng sinh nói pháp. Hiện tại tôi sẽ thể hiện cảnh giới của Phật để cho các ông được thấy. Hạnh nguyện Phổ Hiền chẳng bờ mé, tôi đã tu hành được đầy đủ, thấy khắp cảnh giới thân rộng lớn, là chỗ Phật tu, hãy lắng nghe. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, hạnh nguyện Phổ Hiền rộng lớn chẳng bờ mé, tôi đã tu hành viên mãn, đắc được lợi lành đầy đủ, mắt quán sát thấy khắp tất cả cảnh giới thân rộng lớn, đây là hạnh môn của chư Phật tu. Các vị hãy đặc biệt chú ý lắng nghe diệu pháp không thể nghĩ bàn này. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các đại chúng rằng, các Phật tử, thế giới hải có mười việc, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền bảo tất cả đại chúng hải hội rằng, các Phật tử, các vị nên biết, thế giới hải có mười việc, chư Phật quá khứ đã nói qua, chư Phật hiện tại đang nói ở trước mắt, chư Phật vị lai sẽ nói. Những gì là mười? Đó là nhân duyên thế giới hải sinh khởi, sự nương trụ của thế giới hải, hình trạng của thế giới hải, thể tánh của thế giới hải, sự trang nghiêm của thế giới hải, sự thanh tịnh của thế giới hải, Phật ra đời trong thế giới hải, kiếp trụ của thế giới hải, kiếp chuyển biến khác biệt của thế giới hải, môn vô sai biệt của thế giới hải. Những gì là mười việc? Đó là: một, nhân duyên thế giới hải sinh khởi và thành tựu như thế nào? Hai, sự nương trụ của thế giới hải như thế nào? Ba, hình trạng của thế giới hải như thế nào? 4. Thế giới hải dùng gì làm thể tánh? 5. Thế giới hải trang nghiêm thành tựu như thế nào? 6. Thế giới hải thanh tịnh ra sao? 7. Nhân duyên Phật ra đời trong thế giới hải như thế nào? 8. Thế giới hải thành trụ hoại không có bao nhiêu kiếp? 9. Kiếp chuyển biến khác nhau của thế giới hải như thế nào? 10. Môn vô sai biệt của thế giới hải ra sao? Chư Phật tử,
tôi nói sơ lược về thế giới hải có 10 việc này. Nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các vị đệ tử của Phật, tôi nói sơ lược về thế giới hải có 10 việc. Nếu như nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Chư Phật tử, nói sơ lược về 10 thứ nhân duyên, tất cả thế giới hải đã thành, hiện thành và sẽ thành. Các vị đệ tử của Phật, nay tôi bắt đầu nói sơ lược về việc thứ nhất trong 10 việc của thế giới hải. Nói sơ về thế giới hải thành tựu có 10 thứ nhân duyên. Hết thảy tất cả thế giới hải đã thành tựu, hoặc đang thành tựu, hoặc sẽ thành tựu đều là nhân duyên này. Những gì là 10? Đó là do thần lực của Như Lai, do pháp nên như vậy, do hành nghiệp của tất cả chúng sinh, do tất cả Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí, do tất cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành, do nguyện lực của tất cả Bồ Tát nghiêm tịnh cõi nước, do tất cả Bồ Tát thành tựu hạnh nguyện bất thối, do tất cả Bồ Tát thanh tịnh thắng giải tự tại, do tất cả Như Lai căn lành sở lưu, và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thế lực tự tại, do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. Những gì là 10? Đó là: một, do nhờ thần lực của Phật mà thành tựu. 2. Do pháp như vậy cho nên thành tựu. 3. Do nghiệp của tất cả chúng sinh sở hành mà thành tựu. 4. Do tất cả Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí huệ cho nên mới thành tựu. 5. Do hết thảy tất cả chúng sinh và hết thảy tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành mà thành tựu. 6. Do hết thảy tất cả Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh cõi nước. 7. Do hết thảy tất cả Bồ Tát dùng nguyện lực niệm không thối, vị không thối, hạnh không thối mà thành tựu. 8. Do hết thảy tất cả Bồ Tát đắc được thắng giải thanh tịnh, cũng đắc được tự tại mà thành tựu. 9. Do 10 phương ba đời tất cả chư Phật sở lưu căn lành, và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thành tựu đại tự tại, đại thế lực. 10. Do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. Chư Phật tử, đó là lược nói về 10 thứ nhân duyên, nếu nói rộng ra thì nhiều như hạt bụi của thế giới hải. Các vị đệ tử của Phật, đó là tôi lược nói về 10 thứ nhân duyên, nếu nói rộng ra thì có nhiều nhân duyên như số hạt bụi thế giới hải để thành tựu thế giới này. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, ngài bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Diễn nói vô biên các biển cõi, Tỳ Lô Giá Na đều nghiêm tịnh, cảnh giới Thế Tôn không nghĩ bàn, trí huệ thần thông cũng như vậy. Diễn nói vô lượng vô biên các cõi nước chư Phật, Phật Tỳ Lô Giá Na đều trang nghiêm thanh tịnh, cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, trí tuệ và thần thông lực của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát tu hành các biển nguyện, khắp tùy sở thích tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sinh rộng vô biên, cõi nước Bồ Tát khắp 10 phương. Khi Bồ Tát tu hành thì phát nguyện như biển cả, khắp tùy thuận sở thích tâm chúng sinh, Bồ Tát đều làm cho họ mãn nguyện. Tâm niệm và hành vi của chúng sinh rộng lớn vô biên, cho nên cõi nước của Bồ Tát đầy khắp 10 phương, khiến cho chúng sinh an trụ vào trong cõi nước Bồ Tát.
Bồ Tát hướng về nhất thiết trí, xuyên tu đủ thứ tự tại lực, vô lượng biển nguyện khắp sinh ra, cõi nước rộng lớn đều thành tựu. Bồ Tát hướng về thành tựu nhất thiết trí huệ, xuyên học xuyên tu đủ thứ tự tại lực, hết thảy thần thông biến hóa đều từ trong vô lượng biển nguyện khắp sinh ra. Cho nên mười phương cõi nước đều do nguyện lực của Bồ Tát mà thành tựu. Tu các biển hạnh chẳng bờ mé, vào cảnh giới Phật cũng vô lượng. Vì tịnh các cõi nước mười phương, mỗi cõi trải qua vô lượng kiếp. Bồ Tát tu hành các biển hạnh cũng chẳng có bờ mé, vào cảnh giới của Phật cũng vô lượng vô biên. Vì thanh tịnh trang nghiêm các cõi nước mười phương mà mỗi cõi nước đều trải qua vô lượng kiếp thời gian. Chúng sinh bị phiền não nhiễu trượt, phân biệt dục lạc chẳng một tướng, tùy tâm thọ nghiệp không nghĩ bàn, tất cả biển cõi đều thành lập. Hết thảy tất cả chúng sinh đều bị vô minh phiền não làm nhiễu loạn mà hỗn trượt. Chúng sinh tham dục lạc chẳng phải là một thứ tướng, mà là nhiều thứ tướng. Chúng sinh tùy tâm tham muốn mà tạo ra đủ thứ nghiệp. Tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Đây là không thể nghĩ bàn. Mười phương tất cả biển cõi đều vì nghiệp lực của chúng sinh sở cảm mà thành lập. Phật tử biển cõi trang nghiêm tạng, lìa cấu quang minh báo thành tựu, đều do tâm tin hiểu rộng lớn, mười phương an trụ đều như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các vị đệ tử của Phật, biển cõi nước của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh tạng, lìa tất cả trần cấu, là các quang minh báo trang nghiêm mà thành tựu. Vì khi thuở xưa tu hành thì có tâm tin hiểu rộng lớn, cho nên mười phương cõi nước an trụ đều như vậy. Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền, du hành pháp giới trong hạt bụi, trong bụi đều hiện vô lượng cõi, thanh tịnh rộng lớn như hư không. Hết thảy Bồ Tát đều hay tu hạnh môn của Phổ Hiền, tận hư không biến pháp giới, đều du hành trong tất cả hạt bụi, nhậm vận tự tại, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Trong mỗi hạt bụi đều hiện ra vô lượng cõi nước chư Phật mười phương. Trong mỗi hạt bụi lại thanh tịnh rộng lớn như hư không. Tận cõi hư không hiện thần thông, đều đến đạo tràng chỗ chư Phật. Trên tòa hoa sen hiện các tướng, mỗi thân bao hàm tất cả cõi. Tận hư không biến pháp giới, Phật đều hiện đại thần thông, có thể đến khắp trong mỗi hạt bụi chuyển đại pháp luân, cũng có thể đến đạo tràng của chư Phật để cúng dường chư Phật, ngồi trên tòa sư tử hoa sen, thể hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp, mỗi thân đều bao hàm tất cả cõi nước chư Phật. Một niệm khắp hiện ra ba đời, tất cả biển cõi đều thành lập. Phật dùng phương tiện đều vào trong, đây là nghiêm tịnh của Tỳ Lô. Phật có thể ở trong một niệm hiện ra thời gian ba đời, tất cả biển cõi của chư Phật đều thành lập. Phật dùng pháp môn phương tiện vào trong cõi Phật, cảnh giới này do Phật Tỳ Lô Giá Na nghiêm tịnh mà thành tựu. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, mỗi mỗi thế giới hải đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng Bồ Tát rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, trong mỗi thế giới hải đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Hoặc nương tất cả trang nghiêm mà trụ, hoặc nương hư không mà trụ, hoặc nương tất cả quang minh báo mà trụ, hoặc nương tất cả quang minh của Phật mà trụ, hoặc nương tất cả màu báo quang minh mà trụ,
hoặc nương tất cả âm thanh của Phật mà trụ, hoặc nương nghiệp như huyễn sinh đại lực Atula tay hình kim cang mà trụ, hoặc nương thân của tất cả thế chủ mà trụ, hoặc nương thân của tất cả Bồ Tát mà trụ, hoặc nương nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền sinh ra tất cả biển trang nghiêm sai biệt mà trụ. Việc thứ hai của thế giới hải là nương tựa mà trụ, cũng có 10 thứ. 1. Hoặc có thế giới hải nương tựa tất cả sự trang nghiêm mà trụ. 2. Hoặc có thế giới hải nương tựa hư không mà trụ. 3. Hoặc có thế giới hải nương tất cả báo quang minh mà trụ. 4. Hoặc có thế giới hải nương quang minh của tất cả chư Phật mà trụ. 5. Hoặc có thế giới hải nương tất cả bảo sắc quang minh mà trụ. 6. Hoặc có thế giới hải nương âm thanh của tất cả chư Phật mà trụ. 7. Hoặc có thế giới hải nương nghiệp như huyễn, dù hí thần thông, sinh đại lực Atula, hình tay cầm kim cang mà trụ. 8. Hoặc có thế giới hải nương thân thế gian chủ, tức Phật mà trụ. 9. Hoặc có thế giới hải nương thân Bồ Tát mà trụ. 10. Hoặc có thế giới hải nương nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra, sinh ra tất cả biển trang nghiêm khác biệt mà trụ. Chư Phật tử, thế giới hải có sự nương tựa mà trụ như vậy thảy, nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các đệ tử của Phật, thế giới hải nương tựa mà trụ, nói tổng quát thì có 10 thứ như ở trên vừa nói. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn tuyên lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới mà dùng kệ để nói rõ ý nghĩa lý ở trên. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm không thể nghĩ bằng, không thể diễn tả. Nếu chiếu theo tư tưởng suy nghĩ của một số người thì vốn chẳng cách chi giải thích về đạo lý này. Cảnh giới này cũng là việc không thể nghĩ bằng. Làm thế nào mà có thể ở trong một hạt bụi dung nạp được 3.000 đại thiên thế giới? Pháp giới lớn như thế, còn hạt bụi thì nhỏ như vậy, làm sao có thể trong nhỏ dung lớn? Song cảnh giới này tuyệt đối là chân thật, chứ chẳng phải nói dối. Nhưng cảnh giới viên dung vô ngại này chẳng phải một số phàm phu tục tử tin được. Chúng ta chẳng có ngũ nhãn, chẳng có lục thân, cho nên chẳng tin cảnh giới này. Cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm này dùng Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Nhục nhãn, chẳng phải nhục nhãn của phàm phu để quan sát thì có thật cảnh giới này. Cho nên cảnh giới này là cảnh giới vi diệu, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đầy khắp 10 phương cõi hư không, hết thảy tất cả các cõi nước, được thần lực Như Lai gia trì, nơi nơi hiện tiền đều thấy được. Khắp trong 10 phương cõi hư không giới, hết thảy 10 phương tất cả cõi nước chư Phật đều được thần lực của chư Phật gia trì, mọi nơi đều hiện tiền, hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy được. Hoặc có đủ thứ các cõi nước, thấy đều lìa cấu báo thành tựu. Mani thanh tịnh thù diệu nhất, ống ánh hiện khắp biển quang minh. Hoặc là có đủ thứ hình trạng các cõi nước khác nhau, đều lìa trừ tất cả bụi bặm nhiễm ô, do các báo trang nghiêm thành tựu cõi nước. Mani báo thanh tịnh thù thắng di diệu nhất, mỗi thế giới đều ống ánh như ánh lửa, khắp hiện ra quang minh 5 màu 10 sắc, chẳng những sáng chói mà còn quang minh chiếu như biển. Hoặc có cõi quang minh thanh tịnh, nương tựa cõi hư không mà trụ.
hoặc nương tựa biển Mani Báo, hoặc an trụ trong Quang Minh Tạng, hoặc có thế giới hải thanh tịnh quang minh, nương tựa cõi hư không mà trụ, hoặc nương biển Mani Báo mà trụ, lại có thế giới an trụ trong Đại Quang Minh Tạng. Như Lai tại chúng hải hội này, diễn nói pháp luân đều xảo diệu, cảnh giới chư Phật rộng vô biên, chúng sinh thấy được tâm hoan hỷ. Phật ở tại đạo tràng trong đại chúng hải hội, diễn nói tất cả pháp, chuyển đại pháp luân, đều xảo diệu không thể nghĩ bàn. Cảnh giới chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, hết thảy tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới này đều sinh tâm đại hoan hỷ, y giáo phụng hành. Có cõi nghiêm sức bằng mani, hình như đèn hoa phân bố rộng, mây quang hương diễm màu ống ánh, dùng báo đẹp lưới quang minh che. Có thế giới dùng mani báo để trang nghiêm tu sức, hình trạng như đèn hoa sen báo, phân bổ rộng khắp tất cả thế giới. Lại có hương diễm mây quang minh ống ánh, ở phía trên dùng lưới quang minh báo đẹp che rất trang nghiêm đẹp đẽ. Hoặc có cõi nước chẳng bờ mé, an trụ hoa sen biển sâu rộng, rộng lớn thanh tịnh rất đặc thù, do chư Phật tu trang nghiêm đẹp. Hoặc có cõi nước chư Phật chẳng có bờ mé, an trụ hoa sen biển cả sâu rộng lớn, vừa thanh tịnh vừa đặc thù, khác với thế giới khác. Đó là nhờ căn lành di diệu của chư Phật trang nghiêm. Quy củ của chùa Kim Sơn chúng ta chẳng giống với các đạo tràng khác trên thế giới. Ví như nghi thức thịnh pháp, có người cho rằng rất kỳ lạ, thấy điều chưa thấy, nghe việc chưa nghe. Nghi thức thịnh pháp này giống như lúc Phật còn tại thế. Khi Phật thuyết pháp thì nhất định phải có người thịnh pháp, nếu không thì chẳng nói pháp, ngoại trừ kinh A-di-đà, yên lặng nhập định. Người thỉnh pháp phải đi nhiễu bên phải Đức Phật ba vòng, biểu thị sự tôn kính vô thượng. Nghi thức thỉnh pháp của chùa Kim Sơn chúng ta trở lại thời xưa, khôi phục lại quy củ hồi thời Phật Thích Ca. Khi pháp sư giảng kinh thì nhất định phải có người thỉnh pháp, như thế mới hợp với Phật chế, chứ chẳng phải tiêu tân lập dị. Người thỉnh pháp phải trịnh trọng về việc này, tất cung tất kính, cầm cây hương cao bằng chân mày, mắt nhìn tâm bước, nhiếp tâm nghĩ. Chư Phật ở trên hư không đến nhiếp thọ thịnh pháp, từ từ đi nhiễu bên phải ba vòng, sau đó đến trước Phật đảnh lễ, xong trở về chỗ ngồi. Các bạn phải biết, công đức thịnh pháp là vô lượng, tương lai nhất định biện tài vô ngại, sẽ giảng kinh thuyết pháp. Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật. Tại sao Ngài khéo về thuyết pháp? Vì thuở xưa, phàm Ngài gặp thiện tri thức, bèn chí thành khẩn thiết, thỉnh pháp thọ giáo, cho nên đắc được quả báo biện tài vô ngại. Hiện tại, tôi giảng kinh thuyết pháp cho các vị nghe, dù hay hoặc không hay, đều chẳng phải tôi giảng, mà là thế chư Phật, Bồ Tát giảng hoặc là phiên dịch truyền đạt mà thôi. Khi các vị nghe kinh thì phải quán triệt nghĩa kinh viên mãn, phải vận dụng sức khảo lự, đừng có nuốt chửng, ăn mà chẳng biết mùi vị, càng không thể biết một hiểu nữa, tựa như đúng mà sai, chẳng triệt để. Nếu như vậy thì vĩnh viễn chẳng thành tựu, thì nói chi đến sự khai ngộ. Trước kia có hai người trên đường đi nhìn thấy dấu chân voi. Người trí nói rằng, con voi lớn đi trước chúng ta là voi mẹ mà còn mang thai, trong thai là voi cái. Mắt bên phải bị mù, có một phụ nữ ngồi trên lưng voi. Người phụ nữ đó cũng mang thai, cũng là con gái. Người ngu chẳng tin. Hai người vì muốn rõ chuyện này cho nên cấp tốc đi mau lên. Chẳng bao lâu thì đuổi kịp con voi lớn. Quả nhiên đúng như lời người trí đã nói. Lúc đó người ngu rất khen ngợi sự cao kiến của người trí, bèn thỉnh cầu là do đâu mà biết. Người trí nói,
thấy dấu nước tiểu tung tóe là voi mẹ, dấu chân voi bên phải sâu, dấu chân bên trái cạn thì biết được trong thai là voi cái. Cỏ dọc đường bên phải ngay ngắn, cỏ dọc đường bên trái bị voi ăn, biết được là mắt phải bị mù. Chỗ voi đứng có dấu chân phụ nữ, dấu chân bên phải sâu, dấu chân bên trái cạn, biết được là có mang thai, cũng là con gái. Phân tích rất rõ ràng, đó là suất tư khảo, cũng là nghe một biết mười. Nghiên cứu Phật Pháp cũng phải như vậy thì mới có thể minh bạch cứu kính. Hoặc có biển cõi tùy luân chuyển, nhờ Phật thần lực được an trụ, các chúng Bồ Tát khắp trong đó thường thấy vô số báo rộng lớn. Hoặc có biển cõi nước tùy theo luân chuyển, nhờ đại oai thần lực của Phật mà được an trụ, hết thảy Bồ Tát khắp ở trong biển cõi nước đó thường thấy vô lượng số châu báu rộng lớn. Có cõi trụ nơi Tây Kim Cang, hoặc trụ nơi thân Thiên Chủ, đấng Tỳ Lô Giá Na vô thượng thường ở nơi đó chuyển pháp luân. Hoặc có thế giới trụ ở trong Tây Kim Cang của Atula, hoặc có thế giới trụ trên thân của Thiên Chủ, hoặc Tỳ Lô Giá Na là Thế Tôn vô thượng, ngài luôn luôn ở trong thế giới đó chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hoặc nương trụ cây báu bằng phẳng trong mây hương diễm cũng như thế, hoặc nương tựa trong các đại thủy, hoặc nương biển kim cang kiên cố. Hoặc có thế giới nương tựa cây báu bằng phẳng mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa ở trong mây hương diễm, hoặc có thế giới nương tựa tất cả đại thủy mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa biển kim cang kiên cố mà trụ. Hoặc có cõi nương kim cang tràng, lại có cõi trụ trong biển hoa, thần thông rộng lớn khắp hết thảy, Tỳ Lô Giá Na mới hiện được. Hoặc có thế giới nương tựa kim cang tràng mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa biển hoa mà an trụ. Sự thần thông biến hóa rộng lớn như thế đến khắp hết thảy mọi nơi, chỉ có Phật Tỳ Lô Giá Na mới hiện ra được cảnh giới như thế. Hoặc dài hoặc ngắn vô lượng loại, hình tướng tròn cũng chẳng phải một, diệu trang nghiêm tạng rất thù đặc, thanh tịnh tu trị mới thấy được. Hoặc có thế giới hình dài, hoặc có thế giới hình ngắn, có vô lượng đủ thứ hình trạng. Hình tròn cũng như thế, chẳng phải một loại mà nhiều loại. Sự trang nghiêm vi diệu này rất thù đặc, người tu trị thanh tịnh mới thấy được cảnh giới này. Như vậy đủ thứ loại khác nhau, tất cả đều nương trụ nguyện hải, hoặc có cõi nước trụ trên không, chư Phật như mây đều đầy khắp. Đủ thứ sự khác nhau như vậy, hết thảy tất cả thế giới đều nương tựa nguyện hải của chư Phật Bồ Tát mà trụ, hoặc có cõi nước thường trụ ở trong hư không, chư Phật nhiều như mây đều đầy dẫy ở trong các cõi nước. Hoặc treo che trong không mà trụ, hoặc có khi có hoặc không có, hoặc có cõi nước rất thanh tịnh trụ trong mũ báo của Bồ Tát, hoặc có thế giới treo che ở trong hư không mà trụ, hoặc có lúc có thế giới, hoặc có lúc chẳng có thế giới, hoặc có cõi nước rất thanh tịnh trụ ở trong mũ báo của Bồ Tát đội. Mười phương chư Phật đại thần thông, tất cả đều thấy ở trong đó. Âm thanh chư Phật đều đầy khắp, đều do nghiệp lực hóa hiện ra. Đó đều là đại thần thông diệu dụng của mười phương ba đời tất cả chư Phật hiện ra. Hết thảy tất cả chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sinh đều thấy nhau ở trong đó. Âm thanh của chư Phật diện nói diệu pháp đầy khắp mọi nơi, đó là do nghiệp lực của chúng sinh và công đức của chư Phật hóa hiện ra. Hoặc có cõi nước khắp pháp giới, thanh tịnh lìa cấu từ tâm sinh, như ảnh như huyễn rộng vô biên,
như lưới Đà La đều khác nhau. Hoặc có cõi nước khắp cùng pháp giới, thanh tịnh lìa khỏi các bụi trần, chẳng có tâm ô nhiễm. Cảnh giới này là do tâm chư Phật sinh ra, cũng từ tâm của chúng sinh sinh ra. Tâm của chúng sinh thanh tịnh thì cõi nước sẽ thanh tịnh. Tâm chúng sinh nhiễm ô thì cõi nước sẽ nhiễm ô. Cõi nước đó lại giống như ảnh tượng, lại giống như huyễn hóa, cho nên rộng lớn vô biên, lại giống như lưới nhân Đà La của trời Đế Thích, lộ lưới của châu báu đều khác nhau. Hoặc hiện đủ thứ trang nghiêm tạng, nương trong hư không mà kiến lập, các nghiệp cảnh giới không nghĩ bàn, Phật lực hiển bày đều thấy được. Hoặc có thế giới hiện ra đủ thứ pháp tạng trang nghiêm, nương tựa hư không mà kiến lập, tất cả nghiệp của chúng sinh không thể nghĩ bàn, cảnh giới cũng không thể nghĩ bàn. Đó đều là Phật lực hiển bày ra, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy rất rõ ràng. Mỗi mỗi cõi nước trong hạt bụi, niệm niệm thị hiện các cõi Phật, số đều vô lượng đồng chúng sinh, phổ hiền tu hành luôn như thế. Mỗi cõi nước trong hạt bụi có chư Phật đang chuyển pháp luân. Trong niệm niệm, trong mỗi hạt bụi lại thị hiện cõi nước chư Phật. Thị hiện cõi nước chư Phật số lượng vô lượng đồng với chúng sinh. Nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền tu luôn luôn là như vậy. Vì muốn thành thục các chúng sinh, trong đó tu hành trải biển kiếp, thân biến rộng lớn khắp hết thảy, thấy đều khắp cùng trong pháp giới. Chư Phật Bồ Tát vì muốn thành thục chúng sinh, cho nên từ vô lượng kiếp đến nay, tu hành đã trải qua biển kiếp thời gian. Vì thời gian tu hành lâu dài, nên tự nhiên có thần thông biến hóa. Thần thông biến hóa rộng lớn này chẳng có chỗ nào mà chẳng có, khắp hết thảy trong pháp giới. Mỗi hạt bụi cõi nước pháp giới, các biển cõi trụ ở trong đó, mây Phật bình đẳng đều che khắp, hết thảy mọi nơi đều đầy dẫy. Tận hư không biến pháp giới, mỗi hạt bụi trong cõi nước chư Phật mười phương đều an trụ ở trong đó. Tuy mỗi hạt bụi là nhỏ, nhưng có thể dung nạp hết thảy pháp giới. Cảnh giới này là thật, chẳng phải giả. Người có thần thông mới thấy được. Trong mỗi hạt bụi, mây quang minh của Phật bình đẳng che tất cả cõi nước và tất cả chúng sinh. Khắp mọi nơi đều đầy dẫy mây quang minh của Phật. Như trong mỗi bụi tự tại dụng, trong tất cả bụi cũng như thế. Chư Phật Bồ Tát đại thần thông, Tỳ Lô Giá Na đều thấy được. Giống như trong mỗi hạt bụi có sự tự tại diệu dụng hóa hiện. Chẳng những một hạt bụi dung nạp được 3.000 đại thiên thế giới, mà mỗi hạt bụi cũng dung nạp được tận hư không biến pháp giới, cũng đầy đủ sự tự tại diệu dụng này. Đó là nhờ thần lực rộng lớn của chư Phật Bồ Tát mà thành tựu. Cảnh giới này Phật Tỳ Lô Giá Na thì hiện ra. Tất cả các cõi nước rộng lớn, như ảnh như huyễn, cũng như diễm, mười phương chẳng thấy chỗ sinh ra, cũng lại chẳng đến, chẳng nơi đi. Hết thảy tất cả cõi nước rộng lớn, đừng cho rằng là chân thật tồn tại. Cảnh giới đó như ảnh như huyễn hóa, cũng như diễm chẳng thật có. Trong mười phương thế giới chẳng thấy từ đâu sinh ra. Vì chẳng chỗ sinh cho nên không đến không đi cũng không thành. Tuy là nói như thế nhưng nó vẫn y nhiên tồn tại. Diệt hoại sinh thành cùng tuần hoàn, ở trong hư không chẳng tạm ngừng. Đâu chẳng phải do nguyện thanh tịnh, nghiệp lực rộng lớn sở chi trì. Thế giới cũng có tuổi thọ. Khi thế giới đến lúc diệt thì tự nhiên sẽ hủy diệt, đến lúc sinh thành thì tự nhiên sinh thành. Phải trải qua thành trụ hoại không 4 giai đoạn tuần hoàn với nhau, hết rồi lại bắt đầu. Cứ như vậy ở trong hư không, chẳng có khi nào dừng nghỉ tạm thời.
Cảnh giới này là do nguyện lực thanh tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na mà thành tựu, và do nghiệp lực rộng lớn của chúng sinh chi trì mới có cảnh giới thành trụ hoài không. Tu hành chứ chẳng phải là đi tìm quyền diệu, cũng chẳng chú trọng thần thông, nhưng cũng đừng coi thường quyền diệu, xem thường thần thông. Chỉ cần tu hành chân chánh, bất cứ là pháp môn gì mà chân thật đến cực điểm, thì việc không thể được cũng sẽ biến thành được. Tu đạo là thực hành, chẳng phải nói suông. Do đó có câu: nói một trượng chẳng bằng thực hành một thước. Điểm này rất quan trọng, hy vọng mọi người chú ý. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, thế giới hải có đủ thứ hình tướng khác nhau. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng hải hội rằng: các vị đệ tử của Phật, hình tướng của thế giới hải đều khác nhau, giống như mặt mũi của con người đều chẳng giống nhau, hoặc hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc chẳng tròn, chẳng vuông, vô lượng sự khác nhau, hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như sơn diễm, hoặc hình như cây, hoặc hình như hoa, hoặc hình như cung điện, hoặc hình như chúng sinh, hoặc hình như Đức Phật. Hình tướng của thế giới hải chia làm 10 loại: 1. Hoặc là hình tròn. 2. Hoặc là hình vuông. 3. Hoặc là chẳng phải hình tròn, chẳng phải hình vuông, hoặc là hình tam giác, có vô lượng sự khác nhau. 4. Hoặc là hình nước xoáy. 5. Hoặc là hình sơn diễm. 6. Hoặc là hình cây. 7. Hoặc là hình hoa. 8. Hoặc là hình cung điện. 9. Hoặc là hình chúng sinh, như hình sư tử, hình chim, hình người, vân vân. 10. Hoặc là hình Phật, có 4 trạng thái: đi, đứng, nằm, ngồi. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Hình tướng của thế giới hải nói sơ lược thì có 10 thứ, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, nói rõ ràng hơn. Ngài bèn nương đại quái thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để thuật lại nghĩa trên: các biển cõi nước đủ thứ hình, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ trụ, hình trạng đặc thù khắp mười phương, các ông nên cùng nhau quán sát. Cõi nước của chư Phật quá nhiều, cho nên có đủ thứ khác nhau. Mỗi cõi nước có đủ thứ sự trang nghiêm, có đủ thứ sự an trụ. Tuy hình tướng khác nhau, nhưng đều rất thù đặc khắp trong mười phương. Các vị muốn thấy pháp thân của Phật, chẳng cần tìm cầu đâu xa, ở gần vẫn thấy được, như là sơn hà đại địa, hoa cỏ, cây cối đều là chỗ sở tại pháp thân của Phật. Hoặc là hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc hình tam giác và tám cạnh, hình mani luân hoa sen thảy, tất cả đều do nghiệp nên khác. Hình trạng của thế giới hải, hoặc là hình vuông, hoặc là hình tròn, hoặc là hình tam giác, hoặc là hình tám cạnh, hoặc là hình mani luân, hoặc là hình hoa sen, có đủ thứ hình khác nhau. Đó đều do nghiệp lực của tất cả chúng sinh và nguyện lực của chư Phật cùng nhau thành tựu mà khác nhau. Hoặc hình thanh tịnh diễm trang nghiêm, vàng thật tô điểm rất thù đặc, cửa nẻo dành mở chẳng dướng mắt, đều do nghiệp trọng ý chẳng tạp. Hoặc có hình xoáy nước thanh tịnh, hoặc có hình núi diễm thanh tịnh, tất cả đều trang nghiêm. Hoặc có hình vàng thật sở thành tựu, có các châu báu thành tựu cùng nhau tô điểm rất đặc thù tốt đẹp. Có hình trạng như lầu cát, bất cứ cửa lớn cửa nhỏ đều dành nhau mở ra, chẳng có sự dướng mắt. Đó đều là do nghiệp lực trọng lớn của chúng sinh mà thành tựu,
ý niệm của họ thuần thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Biển cõi vô biên tạng khác nhau, ví như mây bủa trong hư không, luân báo đại đất trang nghiêm đẹp, quang minh chư Phật chiếu sáng khắp. Cõi nước chư Phật trong hết thảy thế giới hải, nhiều vô lượng vô biên, có đủ thứ sự khác nhau, ví như mây trong hư không, có đủ thứ hình trạng khác nhau. Có thế giới hải luân báo đại ở mặt đất, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Trí huệ quang minh của mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều chiếu sáng ở trong đó. Tất cả cõi do tâm phân biệt, đủ thứ quang minh đều chiếu hiện. Phật ở trong biển cõi như vậy, thảy đều thị hiện sức thần thông. Tất cả cõi nước đều do tự tâm phân biệt mà thành. Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì tất cả cõi nước đều biến thành hư không. Hết thảy đủ thứ quang minh đều chiếu hiện. Chư Phật ở trong tất cả biển cõi đều như vậy, hết thảy đều thị hiện sức thần thông khác nhau. Hoặc có tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh, thọ khổ, thọ vui đều khác nhau, đều do biển nghiệp không nghĩ bàn. Các pháp lưu chuyển luôn như vậy. Hoặc có thế giới tạp nhiễm, hoặc có thế giới thanh tịnh, giống như thế giới ta bà là tạp nhiễm, cho nên gọi là đời ác năm trược. Còn thế giới cực lạc là thanh tịnh. Chúng sinh ở thế giới ta bà thì thọ khổ, còn chúng sinh ở thế giới cực lạc thì chỉ có vui mà chẳng có khổ. Mỗi thế giới đều khác nhau, đều do nghiệp của chúng sinh tạo ra và nghiệp của chư Phật tạo ra mà thành, đều không thể nghĩ bàn. Tất cả pháp lưu chuyển đều như vậy, lưu chuyển không ngừng. Trong một lỗ lông năng tư cõi, đồng số hạt bụi đủ thứ trụ, mỗi cõi đều có đấng biến chiếu, ở trong chúng hội diễn diệu pháp. Ở trong mỗi lỗ chân lông đều có các cõi nước chư Phật khó nghĩ bàn, nhiều đồng số hạt bụi nương tựa đủ thứ mà trụ. Trong mỗi cõi nước đều có đấng biến chiếu Phật ở trong đại chúng hải hội diễn nói diệu pháp. Ở trong một cõi bụi lớn nhỏ, đủ thứ khác nhau như số bụi, bằng phẳng cao thấp đều chẳng giống, Phật đều đến đó chuyển pháp luân. Ở trong một hạt bụi, có cõi nước lớn, có cõi nước nhỏ, có đủ thứ sự khác nhau, đều chẳng giống, có sự khác nhau nhiều như số hạt bụi, cõi nước này bằng phẳng, cõi nước kia cao lên hoặc thấp xuống đều khác nhau. Bất luận là lớn, là nhỏ, là cao, là thấp, là bằng phẳng, là lồi lõm, Phật đều đi đến những nước đó để chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Ở trong tâm của Phật, hết thảy cõi nước và chúng sinh là một luật bình đẳng chẳng có phân biệt. Trong tất cả bụi hiện cõi nước đều là bổ nguyện thần thông lực, tùy tâm họ ưa thích đủ thứ, ở trong hư không đều làm được. Ở trong tất cả hạt bụi, cõi nước hiện ra đều do bổ nguyện thần thông lực của chư Phật mà thành tựu. Chư Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, tâm niệm của chúng sinh có đủ thứ khác nhau, Phật đều làm cho chúng sinh được mãn nguyện. Ở trong hư không hay làm việc của chúng sinh hoan hỷ. Tất cả cõi nước hết thảy bụi, trong mỗi hạt bụi Phật đều vào, khắp vì chúng sinh hiện thần biến, pháp tỳ lô giá na như vậy. Ở trong tất cả cõi nước hết thảy hạt bụi, trong mỗi hạt bụi đều có Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khắp vì chúng sinh hiện ra thần thông biến hóa. Pháp của Phật tỳ lô giá na là như vậy. Tu đạo chỉ một biện pháp duy nhất là dụng công. Dụng công có hai thứ, một là chân tâm dụng công, hai là tùy hỷ dụng công. Chân tâm dụng công là thời thời khắc khắc đều tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật. Tùy hỷ dụng công là phô diễn diệt mà chẳng nhận chân. Thấy người ta niệm Phật, mình cũng theo niệm Phật. Thấy người ta lễ Phật, mình cũng theo lễ Phật mà chẳng triệt để. Hoặc thấy người ta tụng kinh, cũng chẳng tụng kinh. Thấy người ta trì chú, cũng chẳng trì chú. Thậm chí người ta đang niệm Phật, tụng kinh, trì chú, họ đến chướng ngại người ta, làm khóa lễ. Mình chẳng tu hành, cũng chẳng dạy người tu hành, đó là ma quỷ. Chùa Kim Sơn từ khi thành lập đến nay, chủ trương ai cũng phải tu hành, quy định ngày dùng một bữa vào giữa trưa, đêm ngủ ngồi, chẳng nói chuyện, chẳng phan duyên. Đó là giới luật của Đức Phật để lại, chứ chẳng phải chùa Kim Sơn chế ra. Song có người phản đối, cho rằng chẳng hợp với thời đại, quá khổ hạnh, có hại cho sức khỏe. Người có tư tưởng như thế, hãy nghĩ xem, túi da hôi thối này hôi hám cỡ nào. Chẳng những chẳng nhàm chán nó, mà còn thương mến nó, cho nó ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, ở nhà sang, và cho nó đủ thứ vui thích, đủ thứ hưởng thụ, để cho nó tạo ra tội ác, sau đó đi vào ba đường ác thọ quả báo. Đây chẳng phải là người ngu si nhất trên đời chăng? Tại sao chúng sinh điên đảo? Là vì túi da hôi thối này suốt ngày đến tối hạnh khổ,
bận rộn vì nó mà làm trâu làm ngựa, thật là đáng thương xót. Nhưng chúng sinh vẫn chẳng biết quay đầu, vẫn dụng công phu trên năm dục, bạn tranh tôi giành. Chẳng biết có bao nhiêu người chết vì danh lợi, chẳng vì danh thì vì lợi, vì danh thì còn thanh cao hơn, vì lợi càng bỉ ổi hơn. Tóm lại, đều chẳng cứu kính, thì nói chi đến viên mãn. Chúng ta người tu đạo đừng chấp trước về danh, cũng đừng chấp về lợi, đừng chấp trước về gì hết thì có việc gì mà chẳng được, còn có gì mà buông xả chẳng đặng. Chùa Kim Sơn chúng ta là đạo tràng thành tựu Phật Bồ Tát, là đạo tràng bồi dưỡng tổ sư. Xem ai chân tâm dụng công, thành thật tu hành thì người đó sẽ sớm thành tựu. Người nào hỗn tạp sinh hoạt trong đạo tràng, nương Phật ăn cơm, nương Phật mặc áo, tu hành chẳng chân thật thì người đó chẳng hy vọng thành tựu. Trước kia có vị pháp sư phổ chiếu, ông ta rất thích nóng giận. Nóng giận là đá cột chân người tu đạo. Ông ta biết đây là sự chướng ngại, cho nên lập ra một biện pháp để khống chế sự nóng giận của mình. Mỗi khi ông ta nóng giận thì cái người khác lấy gậy để đánh ông ta. Đánh một lần còn cho 2 đồng tiền. Sau khi đánh nhiều lần rồi thì dần dần có chút giác ngộ, nhưng vẫn chẳng triệt để. Có một lần bị người công nhân dùng cái thùng gỗ vuông đánh ông ta đến nỗi ông ta phát cười mà khai ngộ. Từ đó về sau chẳng còn nóng giận nữa. Tu hành có đủ thứ pháp môn, chỉ cần chịu nỗ lực dụng công thì đều có thể khai ngộ. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có đủ loại thể. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo tất cả đại chúng hải hội rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị đại chúng nên biết thế giới hải có đủ thứ thể. Thể tức là thân thể của thế giới và thân thể của chúng ta giống nhau, cũng có xương thịt, máu khí, vân vân. Ví như núi là xương, cốt, đất là thịt, sông biển là máu, nước uống là khí. Núi lở biển gào tức là triệu chứng bệnh hoạn. Núi lửa bạo phát, đại địa chấn động tức là trái đất có hiện tượng bệnh. Đó là hoặc dùng tất cả báo trang nghiêm làm thể, hoặc dùng một báo đủ thứ trang nghiêm làm thể, hoặc dùng tất cả quang minh báo làm thể, hoặc dùng đủ thứ bảo sắc quang minh làm thể, hoặc dùng tất cả quang minh trang nghiêm làm thể, hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thể, hoặc dùng Phật lực nhiếp trì làm thể, hoặc dùng tướng báo đẹp làm thể, hoặc dùng Phật biến hóa làm thể, hoặc dùng Nhật Mani Luân làm thể. Thể của thế giới hải này đưa ra 10 thứ làm đại biểu. 1. Hoặc dùng tất cả báo để trang nghiêm làm thể. 2. Hoặc dùng một báo có đủ thứ trang nghiêm làm thể. 3. Hoặc dùng quang minh tất cả các báo làm thể. 4. Hoặc dùng đủ thứ màu sắc quang minh làm thể. 5. Hoặc dùng quang minh tất cả trang nghiêm làm thể. 6. Hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thể. 7. Hoặc dùng thần thông lực của Phật nhiếp trì làm thể. 8. Hoặc dùng đủ thứ tướng báo đẹp làm thể. 9. Hoặc dùng thần thông biến hóa của Phật làm thể. 10. Hoặc dùng Nhật Luân Ma Ni báo làm thể. Hoặc dùng báo rất di tế làm thể, hoặc dùng tất cả báo diễm làm thể, hoặc dùng đủ thứ hương làm thể, hoặc dùng tất cả mũ hoa báo làm thể, hoặc dùng ảnh tượng tất cả báo làm thể, hoặc dùng tất cả trang nghiêm sở thị làm thể, hoặc dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới làm thể, hoặc dùng hình báo Bồ Tát làm thể, hoặc dùng ngụy hoa báo làm thể, hoặc dùng lời nói âm thanh của Phật làm thể. Thế giới hải này lại có 10 thứ làm thể. 1. Hoặc dùng báo rất di tế làm thể. 2. Hoặc dùng quan diễm tất cả báo làm thể. 3. Hoặc dùng đủ thứ hương làm thể. 4. Hoặc dùng mũ là bằng tất cả hoa báo làm thể. 5. Hoặc dùng tất cả ảnh tượng báo làm thể. 6. Hoặc dùng tất cả sự trang nghiêm thị hiện làm thể. 7. Hoặc dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới làm thể. 8. Hoặc dùng hình tướng Bồ Tát báo làm thể. 9. Hoặc dùng nhụy hoa sen báo làm thể. 10. Hoặc dùng tiếng nói của Phật làm thể. Điện Phật của chùa Kim Sơn chúng ta có người nhìn thấy vạn luồng kim quang, có người thấy Thiên Long Bát Bộ. Cảnh giới này ai thấy được? Bạn không cần hỏi, bạn muốn nhìn thấy thì bạn sẽ tự nhìn thấy được. Bạn chẳng nhìn thấy, bạn lo việc đâu đâu mà hỏi ai nhìn thấy được để làm gì? Vậy hòa thượng nói ra để làm gì? Đây là tôi nói, ai kêu bạn nghe, bạn có thể không nghe. Trong giảng đường trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân. Người có trí huệ thì học ra trí huệ, người có nhân từ thì học ra nhân từ, tùy theo căn tánh mà đắc được pháp ích khác nhau. Kinh có nói:
Phật dùng một âm thanh diện nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Một đạo lý mà có nhiều sự hiểu biết khác nhau, nhưng phải có sự giải thích chánh tri, chánh kiến, không thể có sự giải thích tà tri, tà kiến. Bằng không thì đi vào bàn môn tả đạo, hậu quả không thể lường, rất dễ lầm vào đường tà, càng đi càng xa nhà. Lập tức giác ngộ thì còn có thể cứu vãn, không đến nỗi rớt vào vực thẳm. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, nói rõ về đạo lý này, bèn nương đại qua thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà dùng kệ để nói. Đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm đều là nói tổng quát mà chẳng nói tỉ mỉ, cho nên mỗi thứ nói mười đạo lý, nếu mà nói tỉ mỉ thì suốt thở Vị Lai cũng chẳng nói hết. Quyển thượng Kinh Hoa Nghiêm có 13.000 đại thiên thế giới số phẩm, cũng có số bài kệ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đạo lý quyển hạ của Kinh Hoa Nghiêm đơn giản hơn, chẳng phức tạp lắm, cho nên một số người nghe dễ hiểu được. Tông chỉ giảng Kinh Hoa Nghiêm là của tôi, mỗi một chữ, mỗi một câu đều giải thích đại khái, không mà người nghe kinh chú ý hay là tâm duyên ý mã, thậm chí ngủ gục. Nhiều người cũng giảng, ít người cũng giảng, thậm chí một hai người cũng giảng. Có người nghĩ rằng bộ Kinh Hoa Nghiêm này giảng đi giảng lại vẫn là một đạo lý, chẳng có gì khác lạ, bằng chi ngủ một giấc để bồi dưỡng tinh thần, do đó làm cho một giấc ngái nhì sấm, làm ảnh hưởng đến người nghe kinh. Tôi hy vọng rằng những người này hãy phản tỉnh. Đạo tràng của chúng ta có vô lượng vô số Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần đều đang nghe kinh. Các vị nghe hay không nghe mặc kệ, chỉ cần ngồi đó thì sẽ gieo xuống hạt giống Bồ Đề. Mọi người cùng kết pháp duyên, tương lai sẽ thành Phật, mọi người đều sẽ gặp nhau. Bất cứ ai nghe một bài kệ Kinh Hoa Nghiêm, một khi vào căn tai rồi thì sẽ có cơ hội thành đạo. Nghe kinh một lần đắc được lợi ích vô lượng, công đức cũng vô lượng, cho nên đừng xem nhẹ pháp duyên thù thắng này. Hoặc có các biển cõi báo di diệu hợp thành, kiên cố chẳng thể hoại, an trụ qua sen báo. Hoặc có tất cả cõi nước chư Phật dùng châu báo di diệu hợp thành, thế giới này rất vững chắc, không thể phá hoại được. Chư Phật Bồ Tát đều an trụ trên tòa sư tử qua sen báo, diện nói diệu pháp. Hoặc là Tịnh Quang Minh sinh ra chẳng biết được, tất cả quang trang nghiêm nương hư không mà trụ. Hoặc có thế giới trang nghiêm bằng quang minh thanh tịnh, quang minh thanh tịnh này sinh ra số lượng Bồ Tát và A-la-hán chẳng thể biết được, dùng hết thể quang minh để trang nghiêm, thế giới này nương hư không mà an trụ. Tất cả quang minh, tức là quang minh đỏ, quang minh trắng, quang minh vàng, quang minh xanh, quang minh tía, chẳng có quang minh đen. Quang minh đen thuộc về ma đạo. Khi bạn tu hành sớm thành đạo thì ma sẽ biến hóa ra giống như Phật Bồ Tát để nhiễu loạn tâm thanh tịnh của bạn. Người có trí huệ thì có thể quán sát quang minh, quang trên đầu thì biết được Phật Bồ Tát thật hay là Phật Bồ Tát giả. Tuy ma cũng có quang minh vàng, đỏ, tía, xanh, trắng, nhưng chỗ quang minh phát ra là màu đen, làm thế nào cũng chẳng lìa khỏi được gốc rễ màu đen. Đây là phương pháp phân biệt được thật giả. Hoặc Tịnh Quang làm thể, lại nương quang minh trụ, mây quang làm nghiêm sức, Bồ Tát cùng đi đến. Hoặc dùng quang minh thanh tịnh để làm thể của thế giới, lại nương quang minh mà trụ, lại có mây quang minh đến trang nghiêm tu sức, khiến cho quang minh trong thế giới này sáng hơn, thanh tịnh lại thanh tịnh hơn. Hết thảy Bồ Tát đều du hành đến thế giới này để giáo hóa chúng sinh. Hoặc có các biển cõi từ nguyên lực sinh ra, do hình bóng mà trụ, lấy nói chẳng thể được. Hoặc có các biển thế giới chư Phật đều từ nguyên lực của chư Phật Bồ Tát phát mà sinh ra. Những biển cõi đó do hình bóng mà sinh ra. Hình bóng vốn là hư vọng, lấy chẳng thể được, nói chẳng thể được, cho nên nói chẳng có biển cõi này. Hoặc làm bằng mani, khắp phóng quang Nhật Tạng, châu luân dùng nghiêm đất, Bồ Tát đầy dãy khắp. Thế giới hải hoặc dùng mani tạo thành, khắp phóng ra quang minh Nhật Tạng, dùng châu báo luân để trang nghiêm mặt đất, Bồ Tát đều đầy dãy trong thế giới đó, đang giáo hóa chúng sinh. Có cõi báo diễm thành, mây diễm che phía trên, các quang báo thù diệu đều do nghiệp mà thành. Hoặc có cõi nước tạo thành bằng báo diễm, lại có mây báo diễm che phủ ở phía trên, khiến cho tất cả chúng sinh được mát mẻ. Các quang minh báo thù thắng di diệu, đó là do nghiệp của chúng sinh và nguyện lực của Bồ Tát mà thành tựu.
hoặc từ tướng tốt sinh, các tướng trang nghiêm cõi như mũ cùng trì đội đều do Phật hóa hiện. Hoặc là từ tướng tốt của Phật sinh ra, có thế giới hình núi, hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng A-la-hán, dùng đủ thứ các tướng để trang nghiêm cõi nước, lại có hình như mũ báo cùng nhau trì đội, đó đều do chư Phật biến hóa mà sinh ra. Hoặc từ biển tâm sinh, tùy tâm hiểu mà trụ, như quyển chẳng xứ sở, tất cả đều khác nhau. Hoặc có thế giới do biển tâm của chúng sinh mà sinh ra, tùy theo tâm hiểu của chúng sinh mà trụ. Thế giới là tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt, cho nên như quyển lấy chẳng đặng, xả chẳng được, chẳng có xứ sở nhất định. Vì do tâm chúng sinh mà sinh ra, cho nên tất cả đều có sự khác nhau. Hoặc dùng Phật Quang Minh, Mani Quang làm thể, chư Phật hiện ở trong, ai nấy hiện thần thông. Hoặc có thế giới do Quang Minh của Phật sinh ra, dùng Mani Quang làm thể, hết thảy chư Phật đều hiện ra ở trong thế giới đó. Mỗi vị Phật đều hiện thần thông để trang nghiêm thế giới đó. Hoặc Bồ Tát Phổ Hiền hóa hiện các biển cõi, dùng nguyện lực trang nghiêm, tất cả đều thù diệu. Hoặc có thế giới do thần thông của Bồ Tát Phổ Hiền hóa hiện ra tất cả biển cõi, nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành cũng sâu, cho nên dùng nguyện lực để trang nghiêm. Hạnh nguyện của Ngài đặc biệt thù thắng, di diệu phi thường. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có đủ thứ sự trang nghiêm. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải chẳng những có đủ thứ sự an trụ, đủ thứ hình, đủ thứ thể, mà còn có đủ thứ sự trang nghiêm. Bây giờ nói ra 10 thứ sự trang nghiêm. Tại sao phải trang nghiêm? Vì chúng sinh thấy được sự trang nghiêm thì sẽ sinh tâm cung kính, sẽ phát bồ đề tâm. Bất luận là tượng Phật bằng đồng, bằng ngọc, bằng gỗ, bằng đất sét, vân vân, đều đoan trang xinh đẹp, thì khiến cho họ sẽ khởi tâm cung kính. Có người trong tâm nghĩ, tổn phí rất nhiều vàng bạc để tạo những tượng đó, hằng ngày lễ bái, đó chẳng phải là mê tín chăng? Nói cho bạn biết, đây chẳng phải là mê tín. Chúng ta lạy Phật, chẳng phải là lạy Phật đồng, Phật gỗ, Phật đá, Phật đất sét, chẳng phải là những tượng Phật có hình tướng, mà là lại ông Phật thiệt. Là ông Phật chẳng có hình tướng ở trong tâm của chúng ta. Phật có hình tướng là biểu pháp dùng để biểu thị cảnh giới trang nghiêm. Nhưng đừng chấp trước, cứu kính vẫn là cầu Phật trong tâm của chính mình. Đó là hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra mây di diệu vô thượng để trang nghiêm, hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm, hoặc dùng trong một điểm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báo thơm để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện quang minh của các châu báu vật quý chiếu sáng trong tất cả đạo tràng để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền để trang nghiêm. Thế giới hải có 10 thứ trang nghiêm. 1. Hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra mây di diệu vô thường để trang nghiêm, hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm, hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm. Do đó, thu vô lượng kiếp là một niệm, kéo dài một niệm làm vô lượng kiếp. 7. Hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm. Do đó, núi sông cây cối đều là pháp thân. 8.
hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báo thơm để trang nghiêm. 9. Hoặc dùng quang minh của các châu báu vật quý chiếu sáng trong tất cả đạo tràng chư Phật để trang nghiêm. 10. Hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của phổ hiền để trang nghiêm. Có những sự trang nghiêm như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở trên đưa ra 10 thứ trang nghiêm, đó là nói tóm tắt. Nếu nói sâu rộng, thì sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương thế giới mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài muốn nói rõ lại đạo lý vừa nói ở trên, khiến cho đại chúng dễ minh bạch hiểu rõ. Biển cõi rộng lớn chẳng bờ mé, đều do nghiệp thanh tịnh mà thành. Đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ trụ, tất cả 10 phương đều đầy khắp. Biển cõi của chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, đều do nghiệp thanh tịnh của chúng sinh và nguyện lực của chư Phật mà thành tựu. Có đủ thứ sự trang nghiêm và đủ thứ sự an trụ, tận hư không biến pháp giới đều đầy khắp cõi nước chư Phật. Mây diễm báo vô biên sắc tướng, trang nghiêm rộng lớn chẳng một thứ, 10 phương biển cõi thường xuất hiện, khắp diện diệu âm mà thuyết pháp. Có thế giới dùng mây báo diễm vô biên sắc tướng để trang nghiêm. Sự trang nghiêm rộng lớn này chẳng phải một thứ mà là nhiều thứ. Sự trang nghiêm này do Bồ Tát tu sáu độ vạn hành mà thành tựu. Chư Phật Bồ Tát thường xuất hiện ở trong 10 phương cõi nước, khắp vì chúng sinh mà diễn nói diệu pháp. Bồ Tát vô biên biển công đức, đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm, cõi này đồng thời gian diệu âm, chấn khắp 10 phương các cõi nước. Tất cả Bồ Tát thuở xưa đều tu sáu độ vạn hạnh là vì lợi ích chúng sinh, cho nên nói công đức của Bồ Tát là vô biên như biển cả. Biển công đức đó do các Bồ Tát phát đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm, cõi đó cũng do đại nguyện của Bồ Tát trang nghiêm. Trong cõi đó đồng thời diễn nói diệu âm, chấn động khắp các cõi Phật trong 10 phương. Biển nghiệp chúng sinh rộng vô lượng, tùy theo nghiệp báo đều khác nhau, trang nghiêm trong tất cả cõi nước đều do chư Phật diễn nói được. Nghiệp chúng sinh tạo ra có nghiệp thiện và nghiệp ác, nghiệp chẳng thiện chẳng ác đều rộng lớn không bờ như biển cả. Vì chúng sinh khởi cảm nên mỗi người tạo nghiệp đều khác nhau, thọ quả báo cũng khác nhau. Do đó trong nhân lành được quả tốt, trong nhân ác được quả xấu. Trang nghiêm trong tất cả cõi nước, quả báo này không thể nghĩ bàn, đều do chư Phật mới diễn nói minh bạch được. Ba đời hết thảy các Như Lai thần thông hiện khắp các biển cõi, trong mọi cõi nước tất cả Phật nghiêm tịnh như vậy, ông nên quán. Ba đời hết thảy tất cả thần thông biến hóa của chư Phật đều khắp hiện trong hết thảy biển cõi chư Phật. Trong mỗi hạt bụi, trong mỗi cõi nước, hết thảy tất cả chư Phật đều trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Các ông nên quán sát cảnh giới của chư Phật, kiếp quá khứ, vị lai, hiện tại, 10 phương tất cả các cõi nước, nơi đó hết thảy đều trang nghiêm, mỗi mỗi đều thấy trong cõi nước. Kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai, hết thảy 10 phương các cõi nước, mỗi cõi nước đều có sự trang nghiêm khác nhau, mỗi sự trang nghiêm khác nhau đều hiện ra ở trong mỗi cõi nước, khiến cho chúng sinh nhìn thấy được. Vô lượng Phật trong tất cả cõi, số đồng chúng sinh khắp thế gian, vì khiến điều phục hiện thần thông, dùng để trang nghiêm biển cõi nước. Trong tất cả hạt bụi và trong tất cả cõi nước có vô lượng vô biên chư Phật. Có bao nhiêu vị Phật, số lượng đồng với chúng sinh, tức là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu vị Phật. Chư Phật khắp trong thế gian dùng thần thông để điều phục chúng sinh can cường, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề tu vô thượng đạo. Chư Phật dùng thần thông biến hóa để trang nghiêm biển cõi nước chư Phật. Tất cả trang nghiêm tuôn mây đẹp, đủ thứ mây hoa, mây hương diễm, mây ba ni báo thường xuất hiện, dùng để làm nghiêm sức biển cõi. Hết thảy tất cả sự trang nghiêm lại tuôn ra mây tốt đẹp. Thứ mây tốt đẹp này có đủ thứ mây hoa, đủ thứ mây hương diễm, đủ thứ mây ba ni. Những thứ mây này luôn xuất hiện, cho nên biển cõi dùng những thứ mây này để trang nghiêm, làm nghiêm sức tốt đẹp thù thắng. Mười phương hết thảy chỗ thành đạo, đủ thứ trang nghiêm đều đầy đủ, lưu quang đẹp như mây rực rỡ, nơi biển cõi đó đều thấy được. Trong mười phương hết thảy thế giới đều có chỗ chư Phật thành đạo. Chỗ thành đạo có đủ thứ sự trang nghiêm đều đầy đủ, thứ lưu quang đó rất trang nghiêm, bất cứ hướng về cõi nước nào lưu chuyển đều rực rỡ giống như mây, khiến cho chúng sinh đều thấy được. Ở cõi nước này có thể thấy sự trang nghiêm ở cõi nước kia,
ở cõi nước kia có thể thấy sự trang nghiêm ở cõi nước này, đồng thời đều thấy. Thế giới Ta Bà, theo sự nhìn thấy của chúng ta chúng sinh, thì thế giới của đất bùn và thủy lưu là đời ác năm trượt, nhưng chư Phật có thể biến thành thế giới trang nghiêm, vàng rồng làm đất, cam lồ làm nước. Khi Đức Phật Thích Ca còn ở đời, thì lúc đó nước uống còn thơm mát bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ. Lấy gì để chứng minh? Hiện tại dùng công án để chứng minh. 200 năm sau khi Phật vào Niết Bàn, thì có vị vua A Dục, vua Vô Ưu, rất tín ngưỡng Phật Pháp, cúng dường Tam Bảo. Một ngày nọ, vua A Dục dùng sữa bò cúng dường các vị A-la-hán, mới nói với các vị A-la-hán rằng: các vị thượng tọa, sữa bò không thể uống nhiều vì không dễ tiêu hóa. Vị A-la-hán nói: sữa bò bây giờ chẳng bằng nước uống lúc thời Đức Phật còn tại thế. Nước uống lúc thời đó vẫn bổ dưỡng hơn sữa bò bây giờ. Vua A Dục nghe nói cảm thấy rất kỳ lạ, mới hỏi: các vị thượng tọa, có thể nào lấy một ly nước lúc Đức Phật còn ở đời để cho tôi thưởng thức được chăng? Những vị đại A-la-hán đó đều có thần thông biến hóa, đều khác miệng cùng lời nói: đương nhiên được. Bèn dùng thần thông lấy một ly nước lúc Đức Phật còn tại thế đưa cho vua A Dục. Vua A Dục uống một hớp, thưởng thức từ vị, quả nhiên thơm ngon mát mẻ hơn sữa bò bây giờ, chứng minh nước thơm ngon hơn là sữa bò. Lúc đó ông ta mới tin các vị A-la-hán nói thật chứ chẳng phải nói đùa. Các Phật tử hành nguyện phổ hiền, đồng chúng sinh kiếp siêng tu tập, vô biên cõi nước đều trang nghiêm, trong tất cả chỗ đều hiển hiện. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các vị đệ tử của Phật, các vị phải phát tâm nguyện lâu dài để tu pháp môn hạnh nguyện phổ hiền, số kiếp nhiều đồng chúng sinh, siêng năng tu tập, dũng mãnh tinh tấn mới có thể thành tựu. Hết thảy vô biên cõi nước đều là nguyện lực và hạnh lực trang nghiêm và còn tốt đẹp di diệu, trong tất cả cõi nước chư Phật đều hiển hiện cảnh giới này. Hôm nay tôi nói về một câu chuyện của đạo giáo, tuy chẳng phải là chuyện Phật giáo nhưng chẳng chạy ra ngoài phạm vi Phật giáo. Thế giới có tất cả các tôn giáo đều bao quát trong phạm vi Phật giáo. Dù là tôn giáo phỉ báng Phật giáo cũng chẳng vượt ra khỏi Phật giáo, vì Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới, bao la vạn tượng, chẳng có gì mà chẳng bao dung. Không màng bạn tin Phật cũng tốt, chẳng tin Phật cũng tốt, tóm lại đều bao quát ở trong Phật giáo. Vì lý lẽ này cho nên có thể nói về chuyện của đạo giáo để cho mọi người làm tấm gương tu hành. Phật giáo lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, chẳng có đố kỵ, chẳng có chướng ngại, đều bình đẳng, chẳng tìm người gây phiền não, chẳng nói thị phi của người khác. Đó là chỗ vĩ đại của Phật giáo. Giáo chủ của đạo giáo là Lão Tử. Ông ta trước tác bộ Đạo Đức Kinh, ai ai cũng biết. Nhưng kiếp trước của ông ta là đệ tử của Phật, tôn giả Đại Ca Diếp. Vì ngài tu hạnh đầu đà, nguyện hóa thân làm Lão Tử để giáo hóa chúng sinh. Giáo chủ của Nho giáo là Khổng Tử. Ông ta trước tác bộ Xuân Thu, ai ai cũng biết. Nhưng kiếp trước ông ta là đệ tử của Phật, hóa thân của Thủy Nguyệt Đồng Tử. Các vị đó ở Trung Quốc trước hết đề xướng lý luận đạo giáo và Nho giáo, phô trương thế Phật giáo, sau đó lại đưa Phật giáo đại thừa, khiến cho tam giáo hợp mà làm một. Do đó về sau có người đề xướng Nho Thích Đạo tam giáo là một nhà. Đây là chứng cứ. Đáng tiếc chẳng thấu hiểu nội dung triệt để, chỉ biết một chút ngoài da mà thôi. Bây giờ giới thiệu đơn giản về chuyện này. Vào cuối đời nhà Nam Tống ở tỉnh Tây Sơn, có người tài chủ họ Dương tinh khiết, xuất thân từ nhà võ. Vì có người trung hậu, thích làm việc thiện bố thí, cứu khổ tế bận, có tâm trắc ẩn, chịu làm phục vụ cho địa phương, phàm là việc công đức thì làm hết mình. Nhà có ruộng đất ngàn mẫu, nhà cửa rất nhiều. Đó là do kiếp trước tu phước nên đời này được phước báo. Một ngày nọ, Chung Ly Quyền và Lữ Đồng Tân, thầy trò hai người dân du tứ hải, đi qua Tây Sơn, gặp một thôn trang bạch khí xung thiên, biết là có người thiện báo đang ở, lại có tiên duyên, do đó giả làm ăn mày để độ. Đến trước cửa của Dương Triết xin thức ăn. Lúc đó trời đổ tuyết nhiều, Dương Triết thấy hai vị ăn mày càng sinh tâm thương hại, mời hai người vào trong nhà ở tạm. Mấy ngày sau hai người ra đi, Dương Triết không nỡ xa lìa họ, đưa họ tới cửa ngoài, bất tri bất giác đưa đến một cái cầu cách nhà hơn 20 dặm. Chung Ly Quyền lấy hồ lô ra, bên trong có rượu, đổ ra một ly đưa cho Dương Triết nói:
Chúng ta hai người ở trong phủ nhà anh đã nhiều ngày, nay lấy rượu cảm tạ. Dương Triết bèn cạn ly, cảm thấy cam lồ mát mẻ chạy vào trong bụng. Lữ Đồng Tân nói, tiễn khách đến ngàn dặm cũng có sự cách biệt, đến đây là ngừng. Ngày 3 tháng 3 năm sau sẽ gặp nhau tại cây cầu này. Nói xong lập tức bay đi. Dương Triết về nhà cảm thấy rất kỳ lạ. Chắc có lẽ họ là tiên, bỏ lỡ cơ hội cầu đạo, đáng tiếc. Nhưng ngày 3 tháng 3 sang năm còn có cơ hội gặp nhau, lúc đó cầu pháp cũng chưa muộn. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt thì đến ngày 3 tháng 3. Dương Triết bèn đến chỗ cây cầu như đã ước hẹn, thì hai người đã chờ ở trên cầu. Dương Triết cung kính đảnh lễ hai người, khẩn thiết yêu cầu dạy pháp liễu sinh thoát tử. Hai người mới truyền dạy cách thức tĩnh tọa như thế nào, điều hơi thở như thế nào, cách thức luyện đan như thế nào, đem chân pháp của đạo giáo truyền cho. Dương Triết hoan hỷ vô cùng, lễ lại cảm tạ, hỏi danh tánh của sư phụ. Một người nói là Kim Đồng, một người nói là Sông Khẩu. Dương Triết nghe thì biết là hai vị tiên trong tám vị tiên, càng hoan hỷ. Hai vị tiên nói, tinh tấn xuyên tinh tấn mới thành tựu. Nói xong rồi đi. Dương Triết hoan thiên hỷ địa về nhà, chẳng nói với bất cứ ai, dù vợ con cũng chẳng biết tin tức này. Ông ta ngụy trang là ma nhập, thấy người thì chửi, gặp đồ thì đá, lúc khóc lúc cười. Người nhà đều cho rằng ông ta mắc bệnh thần kinh, bèn nhốt ông ta vào trong phòng nhỏ. Đây là điều mà ông ta muốn, mượn cớ để bế quan, yên lặng tu hành. Bế quan 12 năm sau mới ngộ đạo. Ở trong đình quán sát, tại tỉnh Sơn Đông có 7 người đệ tử đang ở đó đợi ông ta đến để giáo hóa độ thành tiên. Lúc đó ông ta đã chứng được 5 thần thông, bèn dùng thần túc thông để đến Sơn Đông huyện Phong Lai để độ đệ tử Mã Ngọc. Ông ta nghĩ, năm đó sư phụ độ mình thì quá trang làm cái ăn mày, ta cũng quá trang làm cái ăn mày thì tiện hơn. Bèn ngụy trang làm cái ăn mày, hàng ngày đến khất thực, nhưng chẳng thấy Mã Ngọc, vì nhân duyên chưa thành thục. Vị Mã Ngọc đó cũng là đại tài chủ, có người vợ rất xinh đẹp. Mã Ngọc đã 40 tuổi mà chẳng có con, đây là việc chẳng được như ý. Một ngày nọ, ông ta ngồi trong thư phòng than thở. Vợ ông ta hỏi ông ta tại sao lại than thở. Ông ta nói, vợ chồng chúng ta đã hơn 40 tuổi rồi mà chẳng có con, mai mốt trăm tuổi thì chẳng có người thừa kế di sản của chúng ta. Vợ ông ta nghe chồng nói vì chẳng có con mà lo lắng, bèn nói với Mã Ngọc rằng, không con không cái không quan gia, chúng ta là thân thanh tịnh, tại sao chẳng học đạo, có thể liễu sinh thoát tử, có thể trường sinh bất lão. Mã Ngọc nói, chủ ý của bà tuy rất hay, nhưng học với ai? Vợ của ông ta nói, tôi có gặp một người đạo nhân hiền lành, có thể theo ông ta học đạo, tôi nghĩ ông ta chắc chắn sẽ truyền thọ pháp cho chúng ta. Mã Ngọc nói, người đó đang ở đâu? Vợ ông ta nói, xa thì ở tận chân trời, gần thì ở trước mắt, tức là lão ăn mày mà ngày nào cũng đến trước cửa nhà chúng ta xin ăn. Đạo mạo của ông ta chắc chắn có lai địch, cũng có thể đến vì chúng ta mà quá độ không biết chừng. Vợ ông ta nói xong thì Mã Ngọc cảm thấy có đạo lý, rất tán thành. Ngày thứ hai, Mã Ngọc cung kính mời lão nhân đến thư phòng, hỏi lão nhân tên họ. Lão nhân nói, họ Dương, tên là Trọng Dương, người Sơn Tây. Mã Ngọc gọi vợ vào bái kiến lão nhân và giới thiệu, nói, đây là tiện nội, tên là Tôn Nguyên Trinh, xin lão tiên sinh chỉ dạy. Dương Trọng Dương nói, không dám, tôi là kẻ ăn mày, sao lại làm như thế? Lúc này Tôn Nguyên Trinh đem tâm nguyện của họ nói ra, xin lão nhân từ bi thu làm đệ tử. Lão nhân đáp ứng yêu cầu của họ, mới ở trong nhà của Mã Ngọc, bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Mã Ngọc phát tâm đem tài sản trong nhà bố thí cho lão nhân. Dương Trọng Dương dùng tài sản đó mà thành lập một đạo tràng lớn. Chí đồng đạo hợp, mọi người tụ về, có khoảng 1000 người. Mọi người cùng nhau tu hành. Điều kiện tu đạo chủ yếu có hai. Một là pháp tu thân, cũng tức là phương pháp tu hành. Một là tài dưỡng đạo, phải cúng dường phẩm vật cho người tu đạo. Đạo tràng đó vừa có pháp vừa có tài, cho nên mọi người yên tâm tu hành, đạo nghiệp tiến bộ, nghe pháp quan hỷ, chẳng cầu đâu nữa. Một năm sau, Dương Trọng Dương bị bệnh, toàn thân ghẻ lở, chảy máu, chảy mũ, hôi hám khó chịu. Đại chúng đệ tử tâm nghĩ, sư phụ chẳng có chân đạo hành, cho nên mới sinh bệnh này. Ông ta là Bồ Tát Bùng Hoa Sông, tự thân khó giữ, làm sao mà bảo hộ chúng ta. Mọi người tâm nghĩ mà chẳng nói, từ từ bỏ đi hết. Chỉ còn lại 7 người, luôn bên cạnh Dương Trọng Dương,
tắm rửa một ghẻ, thoa thuốc, chẳng hiềm hôi hám. Chẳng bao lâu, Dương Trọng Dương lành mạnh, lại bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Bảy người đệ tử này tức là Mã Ngọc, Tôn Nguyên Trinh, Khâu Trường Xuân, Lưu Trường Sanh, Hát Thái Cát, Đàm Trường Chân, Dương Ngọc Dương. Mỗi người ở mỗi phòng, Mã Ngọc và Tôn Nguyên Trinh là vợ chồng cũng ở riêng, vì phương tiện tu đạo nên chẳng qua lại. Đây là phương pháp đoạn dục cử ái. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm dục không dứt, nấu cát làm cơm. Người tu đạo nếu có tư tưởng tâm dục thì vĩnh viễn chẳng thành đạo nghiệp, giống như nấu cát, chẳng khi nào thành cơm được. Một ngày nọ, Dương Trọng Dương quá thân đến phòng của Tôn Nguyên Trinh, nói với cô ta rằng: con gái không chồng là quán nữ, con trai không vợ là khoáng phu, một âm một dương không thể không có, âm dương phối hợp là chánh lý. Tôn Nguyên Trinh vừa nghe nói thì hiểu lầm sư phụ, khởi tà niệm, nổi giận bỏ đi tìm Mã Ngọc. Vừa đến cửa phòng của Mã Ngọc thì Mã Ngọc cười lớn nói rằng: tôi vừa nói chuyện với sư phụ ở trong phòng của sư phụ thì sư phụ nói có người tìm con hãy trở về đi. Thì đúng là cô, tại sao lại giận dữ? Tôn Nguyên Trinh đem việc vừa xảy ra thuật lại tỉ mỉ, thì Mã Ngọc bèn an ủi Tôn Nguyên Trinh nói: đó là tâm tự của sư phụ khảo nghiệm đạo nghiệp của cô như thế nào. Quán nữ quán phu tức là nói rõ đạo lý vũ trụ vạn vật, chỉ có âm thì chẳng thể sinh, chỉ có dương thì chẳng phát triển. Cô hiểu lầm ý tốt của sư phụ mà đến phòng của sư phụ để sám hối. Mã Ngọc dẫn cô ta đến trước sư phụ thỉnh tội. Tôn Nguyên Trinh quỳ ở trước Dương Trọng Dương khóc lóc nói: sư phụ, xin thầy hãy từ bi tha thứ cho đệ tử vô lễ. Được sư phụ quá thân chỉ thị đệ tử mà đệ tử không ngộ, xin sư phụ khai thị. Dương Trọng Dương nói: tu đạo phải có thắng xứ mới có thể chứng quả. Hiện tại Dùng Lạc Dương ở Hà Nam có thể xuất lộ chân nhân, đáng tiếc con không thể đi. Tôn Nguyên Trinh hỏi: sư phụ, tại sao con không thể đến đó tu hành? Dương Trọng Dương nói: vì cô quá xinh đẹp, trên đường đi dễ bị người làm chướng ngại, cho nên cô không thể đi. Tôn Nguyên Trinh chẳng nói mà bỏ về. Về đến phòng thì cô ta phá hủy sắc đẹp. 3 ngày sau thì cô ta trở thành một phụ nữ xấu xí vô cùng, mặt đầy thẹo. Cô ta đến gặp sư phụ. Dương Trọng Dương gặp cô ta thì cười lớn nói: thật xin lỗi cô quý hoài nhan sắc thì tuyệt đối chẳng có vấn đề gì. Cô ta hạnh khổ đến được thành Lạc Dương, tìm hang động để ở, khổ tu 20 năm, cuối cùng chứng quả. Tôn Nguyên Trinh đi rồi, chẳng bao lâu Dương Trọng Dương mắc bệnh qua đời. 6 vị đệ tử đem di thể trở về Sơn Tây để mai táng. Sau đó ai nấy tu hành và đều chứng quả, trở thành thất chân nhân. Hát Thái Cát đến qua sơn tu hành, được một cái động trên núi làm chỗ tu hành. Tạo động xong rồi thì có một vị đạo dân đến quá động đi mất. Ông ta đục 72 cái động cũng bị người quá duyên. Cuối cùng ông ta đến trên đỉnh núi, chỗ cao nhất của đỉnh núi Hoa Sơn tu hành. Đây là nơi chẳng có ai lai giảng, biệt lập với môi trường bên ngoài, yên tĩnh tu hành cũng chứng đạo quả. Sự tu hành của Lưu Trường Sinh khác với mọi người. Người ta thì đến chỗ rừng sâu để thanh tịnh để tu hành, chẳng ăn đồ người ta nấu bằng lửa, uống nước suối, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, không khí thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Xong, ông ta thì đến chỗ đông người tu hành. Ông ta ở ngay khu những cô kỹ nữ, suốt ngày đến tối ở trong đám kỹ nữ. Cô kỹ nữ này cắm lên mũ ông ta một cành hoa. Cô kia cũng vậy, cho nên hàng ngày mũ của ông ta đều đầy hoa. Vì sao người ta gọi ông là cấm qua lão tổ? Sự tu hành của ông ta như vậy bị sư huynh đệ biết được mới đến độ ông ta ra. Lưu Trường Sinh nói với các huynh đệ: các vị ngàn dặm xa xôi đến đây để độ tôi rất cảm kích, tôi chẳng có gì đãi, xin hãy uống một ly trà rồi đi. Do đó bèn dùng da bụng làm cho nước sôi lên để pha trà, mời các sư huynh đệ uống trà để biểu thị cảm tạ. Lúc đó sư huynh đệ biết rõ đạo nghiệp của ông ta đã thành tựu, bèn cáo từ ra đi. Khâu Trường Xuân là người tu đạo trẻ nhất trong 7 người. Dương Trọng Dương đặc biệt thương yêu ông ta nên luôn luôn thử thách ông ta, cho nên làm gì cũng bị sư phụ rầy la, nhưng ông ta chẳng nóng giận. Một ngày nọ, Dương Trọng Dương lên cơn sốt muốn ăn thịt, bèn sai đệ tử đi mua 5 cân thịt treo ở trong phòng, nhưng cũng chẳng nấu ăn. Ngày qua ngày thịt thối, xin dòi nhiều vô số, bò tới bò lui, mùi vị như thấy chết, khiến cho muốn ói mửa.
Ngày cuối cùng, Dương Trọng Dương nói với 6 người rằng: "Hôm nay ta muốn mời các vị ăn thịt, mỗi người ăn một miếng, chẳng cho nấu chín, chỉ ăn sống, mỗi người chỉ cho ăn một miếng." 5 người kia chẳng dám ăn, chỉ có Khâu Trường Xuân một mình dám ăn. Ông ta chạy vào chỗ treo thịt, lấy xuống một nửa, từ từ bỏ vào miệng. Càng nhai càng thơm càng ăn, chẳng bao lâu thì thịt hết, mùi vị thơm ngon chẳng gì sánh bằng. Lại muốn ăn nửa kia. Lúc đó Dương Trọng Dương nói: "Trường Xuân, không được tham lam, còn nửa số thịt đó để cho ta ăn. Một thiên tiên trạng nguyên bị ông cướp đi rồi, đủ rồi, đừng ăn hết toàn bộ." Khâu Trường Xuân tuổi trẻ khỏe mạnh, hành Bồ Tát đạo, chuyên làm việc lợi ích cho người. Có một con sông lớn, chẳng có cầu đi qua. Tuy là nước cạn, nhưng mặt sông rất rộng, khiến cho người đi bất tiện. Nhất là người già, phụ nữ, trẻ con càng bất tiện. Khâu Trường Xuân phát tâm, cõng người qua sông chẳng lấy tiền. Ngày ngày như thế, tháng nào cũng vậy. Một ngày nọ, có một người biết xem tướng qua sông. Người đó nói với Khâu Trường Xuân: "Gã thanh niên, tuy anh làm việc công đức, nhưng mặt của anh có tướng mãng xà cản khẩu, rắn cản lỗ miệng, chắc chắn phải chết đói." Khâu Trường Xuân nghe rồi thì tâm ý nhạt nhẽo, chẳng muốn tu hành. Ông ta cho rằng số mạng phải chết đói thì thà chết sớm để cho được thanh tịnh. Bèn đến bờ sông tìm một hòn đá lớn, mặt trên bằng phẳng có thể ngủ được. Ông ta quyết định chết đói ở trên hòn đá đó. Đến lúc sắp chết thì vô duyên vô cớ nước lớn dâng lên ngập trên tảng đá đó. Từ nước trôi vào một quả đào, trôi ngay vào bên miệng ông ta. Ông ta bất tri bất giác nuốt quả đào vào trong bụng, tinh thần lập tức khôi phục lại, sức lực sung túc, bèn nhảy dậy, trong tâm nghĩ thầm: "Lần này về đến đỉnh núi, không chết đói thì không được." Do đó bèn dùng sắt chế thành vòng tròn treo cổ trên cây. Chẳng ăn chẳng uống, chẳng biết đã bao nhiêu ngày. Lúc ông ta sắp chết thì ông ta bèn nghĩ lần này có thể giải quyết tính mạng của mình. Lúc đó có người đi hái thuốc thấy ông ta như vậy, bèn hỏi ông ta: "Anh bạn phạm tội gì mà phải chịu cực hình như vậy?" Khâu Trường Xuân thuật lại lý do của ông ta chết. Người hái thuốc nói: "Ông vì trường sinh bất lão mà xuất gia tu hành, hiện tại đã xuất gia lại muốn chết đói, đó chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Ông phải biết chuyên tâm tu hành thì sẽ không chết." Do đó người hái thuốc tìm chìa khóa để mở dòng sắt. Từ đó Khâu Trường Xuân bèn tu khổ hạnh. Một ngày nọ trời đổ tuyết, ông ta bèn tị lạnh trong đống phân ngựa, làm một cái động phân ngựa để núp, đầu đội vỏ quả bầu. Vỏ quả bầu có thể dùng để ăn cơm, có thể dùng uống nước, có thể tị mưa, có thể che gió, nên gọi là bầu vạn năng. Lúc đó nổi hứng làm thơ, bèn làm một bài thơ: "Thân nương đống phân đầu đội bầu, gặp được ông trời rơi lông ngỗng." Nói đến chỗ này thì có người qua đường nghe được một đống phân có người nói, lại xướng ra bạch khí. Người đó rất lỗ mãng, bèn lấy ngói đếm vào chỗ xướng bạch khí, ném trúng cái bầu. Tài sản duy nhất của Khâu Trường Xuân bị dở. Ông ta lại nói nửa bài kệ còn lại: "Một nhà ăn no ngàn nhà quán, miếng ngói làm dở tan quả bầu." Lập tức kiến đạt. Vào thời nhà Nguyên, hoàng đế rất sùng bái ông ta, thường mời ông ta vào cung thuyết pháp. Về sau Khâu Trường Xuân rất lừng lẫy, nổi tiếng trong đạo giáo. Còn ba vị kia là Mã Đan Dương, Đàm Trường Chân, Dương Ngọc Dương đều tu thành đạo quả. Cho nên người tu đạo phải ăn khổ, chịu khổ, nhẫn khổ mới có thể tu hành thành tựu. Khâu Trường Xuân là gương tốt nhất. Trong thiên hạ chẳng có việc không mệt nhọc mà hoạch được. Càng chẳng có chuyện vọng tưởng bánh rớt từ trên trời xuống. Đều là cước đạp thật địa mà tu hành, tinh tấn dụng công. Do đó trồng trồng một phần thì thu hoạch một phần. Hy vọng mọi người nỗ lực dụng công, dũng mãnh hướng về trước, đừng thối lùi về sau.
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử nên biết thế giới hải có biển phương tiện thanh tịnh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó, Đại Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng: Các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết trong thế giới hải có biển phương tiện thanh tịnh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đó là vì các Bồ Tát gần gũi tất cả thiện tri thức đồng căn lành, vì tăng trưởng mây công đức rộng lớn khắp pháp giới, vì tịnh tu các thắng giải rộng lớn, vì quán sát tất cả cảnh giới của Bồ Tát mà an trụ, vì tu trị tất cả các ba la mật đều viên mãn, vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát mà vào trụ, vì sinh ra tất cả biển nguyện thanh tịnh, vì tu tập tất cả hạnh môn trọng yếu ra khỏi ba cõi, vì vào trong tất cả biển trang nghiêm, vì thành tựu sức phương tiện thanh tịnh. Thế giới hải có 10 thứ thanh tịnh. 1. Vì hết thảy tất cả Bồ Tát gần gũi tất cả thiện tri thức do căn lành tương đồng. 2. Vì tăng trưởng mây công đức rộng lớn, vì mây công đức có thể khắp pháp giới. 3. Vì cùng nhau thanh tịnh tu hành pháp môn thù thắng rộng lớn và pháp môn giải thoát. 4. Vì khắp quán sát cảnh giới Bồ Tát mà còn an trụ. 5. Vì tu hành trị lý tất cả các ba la mật khiến cho hạnh môn đều viên mãn. 6. Vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát từ sơ địa cho đến đẳng giác mà vào trụ ở địa vị đẳng giác. 7. Vì mọi người cùng nhau khích lệ mà sinh ra biển nguyện thanh tịnh. 8. Vì tu tập tất cả hạnh môn quan trọng ra khỏi ba cõi. 9. Vì vào trong tất cả biển trang nghiêm của Bồ Tát. 10. Vì hay thành tựu tất cả sức phương tiện thanh tịnh. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển phương tiện thanh tịnh của thế giới hải, nói sơ lược thì có 10 thứ như ở trước vừa nói. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như số hạt bụi của thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương oai lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ. Nếu chẳng có Phật gia bị thì chẳng có trí huệ có thể nói ra bài kệ như vậy. Tất cả biển cõi đều trang nghiêm, vô số phương tiện nguyện lực sinh, tất cả biển cõi thường chiếu sáng, vô lượng nghiệp lực thanh tịnh sinh. Hết thảy tất cả biển cõi nước chư Phật vì rộng lớn cho nên ví như biển, mỗi cõi nước đều trang nghiêm. Sự trang nghiêm này do vô số phương tiện nguyện lực của chư Phật Bồ Tát sinh ra. Tất cả biển cõi nước chư Phật luôn luôn phóng đại quang minh chiếu soi biển cõi khác. Đây là do vô lượng vô biên nghiệp lực thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát sinh khởi mà thành tựu. Lâu xa gần gũi thiện tri thức, cùng tu thiện nghiệp đều thanh tịnh, từ bi rộng lớn khắp chúng sinh, dùng để trang nghiêm các biển cõi. Từ vô lượng kiếp đến nay, đều gần gũi các bậc thiện tri thức, cùng nhau tu hành thiện nghiệp đều được thanh tịnh. Chư Phật từ bi rộng lớn vô bờ đến khắp hết thảy chúng sinh. Chư Phật dùng từ bi nguyện lực để trang nghiêm tất cả các biển cõi nước. Thiện tri thức hay cứu chúng sinh xa lìa mười điều ác mà tu mười điều thiện. Đây là pháp giáo hóa người thế gian. Hay giáo hóa chúng sinh siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây là pháp giáo hóa người suốt thế gian. Chúng ta người tu đạo phải phát nguyện, luôn luôn gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Gần gũi thiện tri thức chẳng những trợ giúp cho đạo nghiệp, mà còn có chỗ nương tựa. Đồng thời, vì quan hệ tâm thiết tha cầu pháp, tuy trải qua thời gian lâu dài cũng chẳng cảm thấy thời gian lâu dài.
tất cả pháp môn tam muội thảy, thiền định giải thoát phương tiện địa, nơi chỗ chư Phật đều tịnh trị, nhờ đây sinh ra các biển cõi. Hết thảy 84.000 pháp môn và tất cả tam muội thảy, tức là thiền định, giải thoát, phương tiện địa, đủ thứ tam muội này, Bồ Tát ở chỗ đạo tràng của chư Phật đều tu hành viên mãn và còn trị lý thanh tịnh, diệt trừ nghiệp ác, tăng trưởng căn lành. Do đó, trừ ác tăng thiện, nhờ công đức tu hành mà có thể sinh ra biển cõi nước chư Phật. Phát sinh vô lượng hiểu quyết định, hiểu đồng Như Lai chẳng khác biệt. Biển nhẫn phương tiện đã tu trị, nên nghiêm tịnh được vô biên cõi. Người tu đạo phải tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, đắc được trí huệ mới có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp, để lựa chọn pháp môn nào tương ưng với mình. Như thế thì chẳng phát sinh hoài nghi, mà nhận thức chính xác rõ ràng pháp môn của mình tu. Không thể tựa như đúng mà sai, nửa tin nửa ngờ. Nếu được như vậy, tức là đắc được quyết định giải. Bằng không thì chẳng phải là quyết định giải. Phát sinh vô lượng quyết định giải, thì mới hiểu biết giống như Phật chẳng có sự khác biệt. Người tu đạo phải chú trọng về nhẫn nhục. Bất cứ tu pháp môn gì, nếu nhẫn được mới thành tựu, chẳng nhẫn thọ được thì chẳng thành tựu. Chúng ta tụng kinh trì chú, làm khóa lễ buổi sáng, tham thiền đã tọa đều là pháp môn phương tiện, chẳng phải một khi tu thì thành Phật, mà là luôn luôn tu trì. Trước khi chúng ta chưa thành Phật thì phải đi qua con đường phương tiện. Quá khứ chư Phật Bồ Tát đã tu viên mãn biển nhẫn phương tiện, cho nên sức thần thông của chư Phật có thể trang nghiêm thanh tịnh hết thảy vô biên biển cõi nước. Pháp môn duy nhất của người tu đạo là nhẫn thọ, ví như đã thất đói. Đây là việc đơn giản nhất. Nhưng người sức nhẫn nại không đủ thì làm chẳng được. Hoặc giữa đường phế bỏ, có trước chẳng có sau. Người có sức nhẫn nại thì mới có thể công đức viên mãn mà thành công. Lúc đó định lực tăng thêm nhiều, dục niệm lại giảm bớt. Làm công đức gì thì có công đức đó tồn tại. Nhẫn ở đây là không nhẫn được cũng phải nhẫn, không chịu được cũng phải chịu. Đây là chìa khóa. Nhẫn thọ được một chút thì qua cửa ải được một chút. Qua hết cửa ải thì sẽ thành tựu. Hiện tại, mùa thu năm 1974, chùa Kim Sơn chúng ta có 4 vị xuất gia đã thất đói, nhịn ăn. Dự định 49 ngày hoặc 21 ngày, đã có hơn 10 ngày rồi. Tại sao họ phải đã thất đói? Vì chùa Kim Sơn lúa gạo rau cải trà quá ít nên đã thất đói. Đã thất đói tức là huấn luyện công phu nhẫn thọ. Có sức nhẫn thọ thì có thể quán triệt thủy chung, công đức viên mãn. Chẳng có sức nhẫn thọ thì sẽ đầu hàng, thối lùi chiến trường. Tôi hy vọng các vị 4 người nhất định là người thắng lợi, đừng làm tỳ kheo đầu hàng. Bút giả ghi: vào mùa đông năm 1975, chùa Kim Sơn có nhiều vị xuất gia và tại gia đã thất đói 18 ngày, 21 ngày đều thành công viên mãn. Trong đó có thầy Hằng Quán và thầy Hằng Không phát tâm 36 ngày chẳng ăn cơm. Thầy Hằng Quán vì quan hệ chức vụ tuy chẳng ăn cơm nhưng vẫn thường làm việc. Thời gian đã thất 21 ngày chẳng ăn cơm, dũng mãnh tinh tấn. Hai vị thầy người Mỹ nhịn 36 ngày chẳng ăn cơm, chẳng uống đồ bổ dưỡng, chỉ uống nước nóng. Đây là bút giả thấy tận mắt, chẳng phải nói dối. Mùa thu năm 1976, thầy Hằng Quán và thầy Hằng Không ở tại Vạn Phật Thành lại phát tâm đã thất đói, nhịn ăn 36 ngày. Chẳng ăn cơm, lần thứ hai lại thành công, khiến cho mọi người kính ngưỡng. Vào mùa thu năm 1979, thầy Hằng Không phát tâm 72 ngày chẳng ăn cơm. Tuy chẳng được như nguyện, như dự định, nhưng kỷ lục đạt được 68 ngày chẳng ăn cơm, khiến cho người kinh kỳ.
Một số người cho rằng đây là việc vốn không thể làm được, nhưng sự thật là như thế, không thể không tin. Về y học, chẳng cách chi giải thích được vấn đề này. Vào tháng 8 năm 1980, thầy Hằng Quán phá kỷ lục 72 ngày chẳng ăn cơm. Thầy Hằng không trước khi đã thất đói, từng vào nhà thương khám sức khỏe, phát hiện trong máu có một thứ nhọt, ung thư máu. Theo bác sĩ nghiên cứu kết quả, thì chứng bệnh này chẳng có thuốc chữa trị được, mạng sống chỉ kéo dài tối đa là 48 ngày. Song thầy Hằng không gác việc sinh tử ra bên ngoài. Đối với túi da hôi thối này chẳng quái ngại, dũng mãnh tinh tấn, bắt đầu đã thất đói. 68 ngày bình tĩnh trôi qua, vẫn chẳng chết. Ngược lại, khiến cho chứng bệnh bất trị trên thân thể trong vô hình tan mất. Chuyển tai ương thành cát tường. Đây là cảnh giới cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Vì lợi chúng sinh tu thắng hạnh, phước đức rộng lớn thường tăng trưởng. Dĩ như mây bủa đồng hư không, tất cả biển cõi đều thành tựu. Chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui mà tu thắng hạnh, phước đức rộng lớn thường thường tăng trưởng, đến khi nào phước đức viên mãn thì ngừng. Dí như mây giăng bủa đầy khắp hư không, hết thảy tất cả biển cõi nước đều trang nghiêm mà thành tựu. Các độ vô lượng đồng bụi cõi đều đã tu hành khiến đầy đủ, nguyện ba la mật chẳng cùng tận, thanh tịnh biển cõi từ đây sinh. Hết thảy vô lượng pháp môn ba la mật nhiều đồng như số hạt bụi thế giới hải, tu hết thảy ba la mật đều viên mãn, phước huệ cũng đầy đủ. Bồ Tát phát nguyện ba la mật vô cùng tận, nếu có tận thì chẳng tự tại, chẳng đến được bờ kia. Hết thảy biển cõi thanh tịnh đều từ nguyện ba la mật sinh ra. Tịnh tu vô đẳng tất cả pháp, sinh ra vô biên hạnh xuất ly, đủ thứ phương tiện hóa quần sinh, như vậy trang nghiêm biển cõi nước. Chuyên nhất thanh tịnh tu hành vô đẳng tất cả pháp, tu hành trong vô lượng pháp môn ra khỏi ba cõi. Chư Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Tại sao Phật giáo hóa chúng sinh? Vì trang nghiêm biển cõi nước, có chúng sinh, có Phật, cõi nước mới trang nghiêm. Tu tập trang nghiêm môn phương tiện. Vào công đức Phật biển pháp môn, khiến khắp chúng sinh cạn nguồn khổ, cõi tịnh trọng lớn đều thành tựu. Tu tập giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm cõi nước chư Phật, có pháp môn phương tiện này, thì mới đắc được công đức của Phật, thành tựu biển pháp môn của Phật, khắp khiến cho tất cả chúng sinh cạn sạch nguồn gốc khổ. Lúc đó, chúng sinh chẳng có các sự khổ, chỉ có sự an vui. Cho nên, biển cõi thanh tịnh rộng lớn đều thành tựu. Biển lực rộng lớn chẳng gì bằng, khắp khiến chúng sinh trồng căn lành, cúng dường tất cả các Như Lai, cõi nước vô biên đều thanh tịnh. Biển lực tức là đại thần thông lực, đại oai đức lực, đại trí huệ lực, đại biện tài lực, có tất cả sức lực như biển cả. Sức lực này rộng lớn vô biên, chẳng có lực nào bằng được. Sức lực này khắp khiến tất cả chúng sinh trồng căn lành, phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo, rộng tu cúng dường tất cả các Như Lai, và phát nguyện trang nghiêm vô biên cõi nước khiến cho thanh tịnh. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử nên biết mỗi mỗi thế giới hải có Phật xuất hiện khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng, các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, trong mỗi thế giới hải lại có Phật xuất hiện khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đó là hoặc hiện thân nhỏ, hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện sống lâu, hoặc hiện tuổi thọ ngắn ngủi, hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi Phật, hoặc nghiêm tịnh vô lượng cõi Phật, hoặc chỉ hiển bày một thừa pháp luân,
hoặc hiển bày các thừa pháp luân không thể nghĩ bàn, hoặc hiện điều phục ít phần chúng sinh, hoặc hiện điều phục vô lượng chúng sinh. Thế giới hải có 10 thứ mà Phật xuất hiện khác nhau. Một, hoặc có Phật hiện ra tướng tỳ kheo một trượng sáu, đây là thân nhỏ. Hai, hoặc có Phật hiện tướng lô xá na ngàn trượng, đây là thân lớn. Ba, hoặc có Phật ra đời chẳng bao lâu thì liền vào niết bàn, đây là tuổi thọ ngắn ngủi. Bốn, hoặc có Phật ra đời sống rất lâu, trải qua vô lượng kiếp mới vào niết bàn, đây là sống lâu. Năm, hoặc có Phật chỉ trang nghiêm một cõi nước. Sáu, hoặc có Phật trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi nước. Bảy, hoặc có Phật hiển thị một thừa pháp luân, tức là Phật thừa. Tám, hoặc có Phật hiển thị các thừa pháp luân, tức là Đại thừa Bồ Tát, Trung thừa Duyên Giác, Tiểu thừa Thanh Văn, đủ thứ pháp luân không thể nghĩ bàn. Chín, hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục ít chúng sinh thì vào niết bàn. Mười, hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục vô biên chúng sinh mới vào niết bàn. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Phật xuất hiện khác nhau trong thế giới hải, nói sơ lược thì có 10 thứ, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại ý nghĩa vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp mười phương thế giới mà nói ra bài kệ. Chư Phật dùng đủ thứ phương tiện xuất hiện tất cả các biển cõi, đều tùy ưa thích của chúng sinh, đó là sức khéo léo của Phật. Chư Phật Bồ Tát từ bi với chúng sinh đến cực điểm, có gì chứng minh? Vì chư Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, Phật ra đời tất cả biển cõi nước đều tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh. Đó là chư Phật dùng sức phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Pháp thân chư Phật không nghĩ bàn, không sắc, không hình, không ảnh tượng, hay vì chúng sinh hiện các tướng, tùy tâm họ thích đều khiến thấy. Pháp thân của chư Phật không thể nghĩ bàn, do đó có câu: Khẩu dục ngôn nhi từ tán, tâm dục duyên nhi lự vong. Nghĩa là miệng muốn nói mà chẳng còn gì để nói, tâm muốn nghĩ mà ý niệm cũng chẳng còn. Pháp thân này lìa tất cả tướng, cho nên không sắc, không hình, không ảnh tượng, song vẫn hay vì chúng sinh thị hiện các tướng. Chúng sinh đáng dùng thân gì độ được thì hiện thân đó để vì họ nói pháp, tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh điều khiến cho họ thấy được. Hoặc vì chúng sinh hiện chết sớm, hoặc hiện sống lâu vô lượng kiếp, pháp thân mười phương khắp hiện tiền, tùy nghi xuất hiện trong thế gian. Hoặc có Phật ra đời thì hiện tuổi thọ ngắn ngủi để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh biết rằng tất cả đều là vô thường. Hoặc có Phật ra đời thì hiện sống lâu ở đời hàng vô lượng kiếp, pháp thân của Phật hiện khắp trong mười phương, tùy thuận cơ duyên của chúng sinh mà xuất hiện trong thế gian. Có Phật nghiêm tịnh không nghĩ bàn, mười phương hết thảy các biển cõi, hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước, nơi đó thị hiện đều không thừa. Hoặc có Phật ra đời trang nghiêm thanh tịnh cõi nước không thể nghĩ bàn, mười phương hết thảy các biển cõi nước chư Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc có Phật ra đời chỉ trang nghiêm thanh tịnh một cõi nước ở tại thế giới đó, thị hiện mà chẳng đến nước khác trang nghiêm. Hoặc tùy sở thích của chúng sinh thị hiện các thừa không nghĩ bàn, hoặc chỉ diễn nói một thừa pháp trong một phương tiện hiện vô lượng. Hoặc có Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà thị hiện các thừa pháp không thể nghĩ bàn, hoặc có Phật chỉ diễn nói độc nhất một thừa pháp, tức cũng là Phật thừa. Ở trong một thừa pháp bao quát vô lượng phương tiện pháp môn. Có Phật tự nhiên thành chánh giác, khiến ít chúng sinh trụ nơi đạo, hoặc có Phật ở trong một niệm,
khai ngộ quần mê vô số lượng. Hoặc có Phật ra đời tự nhiên thành chánh giác, khiến cho ít chúng sinh thành tựu đạo nghiệp. Hoặc có Phật ra đời có thể ở trong một niệm, có thể giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. Hoặc trong lỗ long hiện hóa mây, thị hiện vô lượng vô biên Phật, tất cả thế gian đều nhìn thấy, đủ thứ phương tiện độ quần sinh. Hoặc có vị Phật ra đời ở trong mỗi lỗ chân long, hiện ra mây biến hóa, thị hiện vô lượng vô biên thân Phật, hết thảy mười phương thế giới, tất cả chúng sinh đều nhìn thấy chư Phật ở trong đó chuyển pháp luân, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để hóa độ tất cả chúng sinh. Có Phật lời nói khắp hết thảy, tùy tâm họ thích mà thuyết pháp, trong đại kiếp không thể nghĩ bàn, điều phục vô lượng biển chúng sinh. Hoặc có vị Phật ra đời diễn nói pháp âm gian khắp cùng pháp giới, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà nói pháp, ở trong đại kiếp không thể nghĩ bàn, điều phục vô lượng chúng sinh can cường như biển cả. Có Phật nghiêm tịnh vô lượng cõi, chúng hội thanh tịnh nghiễm nhiên ngồi, Phật như mây bủa ở không trung, mười phương biển cõi đầy dẫy khắp. Hoặc có vị Phật trang nghiêm vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, ở trong mỗi cõi nước đều có một vị Phật nghiễm nhiên ngồi ở trong chúng hội thanh tịnh, chuyển đại pháp luân, đánh trống pháp lớn, giáo hóa chúng sinh. Thân Phật giống như dần mây văng bủa trong hư không, mười phương biển cõi nước chư Phật chẳng có nơi nào mà chẳng có. Chư Phật phương tiện không nghĩ bàn, tùy tâm chúng sinh hiện trước họ, khắp trụ đủ thứ cõi trang nghiêm, tất cả cõi nước đều đến khắp. Hết thảy phương tiện của chư Phật đều không thể nghĩ bàn, hay tùy thuận trong tâm của tất cả chúng sinh mà hiện ra ở trước họ, khắp trụ ở trong đủ thứ cõi nước trang nghiêm, hết thảy cõi nước tận hư không biến pháp giới đều có Phật đang ở trong đó nói pháp. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử nên biết thế giới hải có kiếp trụ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng hải hội rằng: Các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có kiếp trụ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Để hình dung thời gian dài nhất, người Ấn Độ dùng A Tăng Kỳ Kiếp, Hằng Hà Sa Số, Na Do Tha, Bất Tư Nghì, Vô Lượng Số, vân vân. Đây đều là danh từ số mục rất lớn, hoặc dùng 8 vạn 4 ngàn. Đó là hoặc có A Tăng Kỳ Kiếp Trụ, hoặc có Vô Lượng Kiếp Trụ, hoặc có Vô Biên Kiếp Trụ, hoặc có Vô Đẳng Kiếp Trụ, hoặc có Bất Khả Số Kiếp Trụ, hoặc có Bất Khả Xưng Kiếp Trụ, hoặc có Bất Khả Tư Kiếp Trụ, hoặc có Bất Khả Lượng Kiếp Trụ, hoặc có Bất Khả Thuyết Kiếp Trụ, hoặc có Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Kiếp Trụ. Thế giới hải có 10 thứ kiếp trụ. 1. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài hàng A Tăng Kỳ Kiếp, chẳng hoại cũng chẳng có không, vẫn tồn tại. 2. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô lượng kiếp. 3. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô biên kiếp thời gian. 4. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô đẳng kiếp thời gian. 5. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả số thời gian. 6. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả xưng thời gian. 7. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả tư kiếp thời gian. 8. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ bất khả lượng thời gian. 9. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả thuyết thời gian. 10. Hoặc có thế giới hải trải qua bất khả thuyết kiếp trụ. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Kiếp trụ thế giới hải, nói đơn giản thì có 10 thứ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Bây giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương đại quai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ. Trong thế giới hải đủ thứ kiếp, sức phương tiện rộng lớn trang nghiêm, mười phương cõi nước đều nhìn thấy, vô lượng khác nhau đều rõ ràng. Mỗi thế giới hải trải qua đủ thứ kiếp khác nhau, đó là nguyện lực phương tiện rộng lớn của chư Phật trang nghiêm mà thành tựu. Trong mười phương cõi nước, đồng thời đều có thể nhìn thấy, tuổi thọ của mỗi thế giới hải hoặc dài hoặc ngắn, trải qua bao nhiêu kiếp, đều hoàn toàn nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi thấy mười phương thế giới hải, số kiếp vô lượng đồng chúng sinh, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, nhờ âm thanh Phật nay diễn nói. Bồ Tát Phổ Hiền nói, tôi thấy mười phương hết thảy thế giới hải, kiếp số vô lượng vô biên đồng số chúng sinh, hoặc có kiếp dài hoặc có kiếp ngắn. Kiếp dài chẳng lìa một niệm, kiếp ngắn cũng chẳng lìa một niệm. Một niệm có thể thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể làm một niệm toại tâm như ý, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, nhờ âm thanh của Phật mà trong mỗi thế giới đều đang diễn nói diệu pháp. Tôi thấy mười phương các biển cõi, hoặc trụ kiếp như bụi cõi nước, hoặc là một kiếp hoặc vô số, dùng đủ thứ nguyện đều khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, tôi thấy trong biển cõi nước chư Phật mười phương, hoặc có thể giới trụ kiếp số lâu dài như hạt bụi cõi nước, hoặc có thể giới trụ một kiếp, hoặc có thể giới trụ vô lượng kiếp. Đó là nguyện của chư Phật, nguyện của Bồ Tát, nguyện của chúng sinh, đủ thứ nguyện khác nhau. Có cõi thuần tịnh hoặc thuần nhiễm, hoặc là nhiễm tịnh xen tạp nhau, biển nguyện an lập sự khác nhau, trụ trong tâm tưởng của chúng sinh, hoặc có thế giới hoàn toàn thanh tịnh, hoặc có thế giới hoàn toàn nhiễm ô, hoặc có thế giới nửa tịnh nửa nhiễm, hai thứ xen tạp với nhau. Trong kinh Duy Ma Cật có nói, tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất bèn sinh hoài nghi, tâm nghĩ, Bồ Tát tùy tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Vậy Đức Phật Thích Ca khi tu hành Bồ Tát Đạo, e rằng tâm của Ngài chẳng thanh tịnh chăng? Tại sao sau khi Ngài thành Phật rồi, thì thế giới ta bà này vẫn chẳng thanh tịnh, vẫn là đời ác năm trược? Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất khởi vọng tưởng như thế, thì Đức Phật Thích Ca biết được mới nói với đại chúng rằng, thế giới của ta đây vốn là thanh tịnh, nhưng các ông nhìn chẳng thấy lại quán trách ai. Nói vừa xong thì Phật bèn dùng ngón chân ấn xuống đất, lập tức 3.000 đại thiên thế giới đồng thời biến đổi, 7 báu trang nghiêm. Đồng thời đại chúng ai nấy đều ngồi trên hoa sen báu lớn, đại chúng nhìn thấy đều khen ngợi chưa từng có, cũng đều nói là hy hữu. Chúng sinh nhiễm ô thì nhìn thấy thế giới chẳng thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh thì nhìn thấy chẳng nhiễm ô. Đây là tùy theo tâm ý của chúng sinh mà hiện. Biển nguyện an lập thế giới của chư Phật Bồ Tát có đủ thứ sự khác nhau, cảnh giới đó đều do trong tâm tưởng của chúng sinh mà tạo thành.
Thuở xưa tu hành kiếp bụi cõi, đắc được thế giới hải thanh tịnh, cảnh giới chư Phật đều trang nghiêm, vĩnh trụ vô biên kiếp rộng lớn. Thuở xưa khi Phật tu hành thì trải qua kiếp số nhiều như hạt bụi trong cõi nước, mới đắc được thế giới hải thanh tịnh rộng lớn. Cảnh giới chư Phật trong thế giới hải thanh tịnh rộng lớn đều trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ, vĩnh viễn trụ ở trong vô biên kiếp rộng lớn. Hiện tại là thời đại mạt pháp, khắp nơi chẳng tìm đặng bậc thiện tri thức, song ác tri thức thì khắp nơi đều có. Có người nghiên cứu Phật pháp thì càng nghiên cứu càng tinh tấn, thậm chí quên ăn bỏ ngủ, chẳng biết thân đang ở đâu. Có người nghiên cứu một thời gian rồi thì sinh tâm nhàm chán, khởi vọng tưởng, cảm thấy thật là hạnh khổ, chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng bằng hoàng tục. Có thể cưới vợ, có thể ăn thịt uống rượu, có thể nhảy đầm, thật là tự tại. Bạn nên biết, tôi nhìn thấy giống như rất thoải mái tự tại. Phật giáo ở Tây Phương mới bắt đầu, nơi nơi đều khó khăn, trong sự khốn khổ gian nan mới tạo ra nhân tài. Tôi thường nói với quý vị, tôi đến nước này là thế Phật giáo tạo Phật sống, tạo Bồ Tát sống, tạo Tổ sư sống. Các vị ai là Tổ sư sống thì người đó sẽ thành công, ai là Bồ Tát sống thì người đó sẽ thành công, ai là Phật sống thì người đó sẽ thành công. Chỉ cần y pháp tu hành thì sẽ có sự thành tựu. Chùa Kim Sơn là mẹ của Phật giáo Tây Phương, bất cứ như thế nào cũng phải ủng hộ mẹ, phải cúng dường mẹ. Không hiếu thuận với mẹ cũng được, nhưng đừng có giết mẹ. Hiện tại có người chẳng những chẳng ủng hộ chùa Kim Sơn, mà ngược lại chuyên phá hoại chùa Kim Sơn, muốn làm trùng sư tử, tự ăn thịt sư tử. Ăn cơm Phật giáo, mặc y Phật giáo, mà chuyên nói thị phi Phật giáo, thứ người này chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Các vị hãy nên nhớ, không thể ở trong Phật giáo mà tạo nghiệp thiện ác hỗn tạp, thật đáng thương xót. Có tên Chủng Chủng Bảo Quang Minh, hoặc tên Đẳng Âm Diễm Nhãn Tạng, Ly Trần Quang Minh và Hiền Kiếp, kiếp thanh tịnh này nhiếp tất cả. Có thế giới hải tên Chủng Chủng Bảo Quang Minh, hoặc có thế giới hải tên Đẳng Âm Diễm Nhãn Tạng, hoặc có thế giới hải tên Ly Trần Quang Minh, hoặc có thế giới hải tên Hiền Kiếp. Trụ kiếp quá khứ tên là kiếp trang nghiêm, trụ kiếp hiện tại tên là Hiền Kiếp, vì có ngàn hiền nhân thành Phật trong cùng một kiếp. Trụ kiếp vị lai tên là Túc Tinh Kiếp, có thể nhiếp tất cả kiếp. Có kiếp tịnh một Phật ra đời, hoặc trong một kiếp vô lượng hiện, vô tận phương tiện đại nguyện lực, vào trong tất cả đủ thứ kiếp. Hoặc có thế giới là kiếp thanh tịnh, có một vị Phật xuất hiện ra đời, hoặc trong một kiếp có vô lượng vị Phật xuất hiện ra đời. Đây là kiếp thế giới hải, đều là vô tận phương tiện đại nguyện lực của chư Phật thành tựu, cho nên hay thành tựu tất cả đủ thứ kiếp. Hoặc vô lượng kiếp vào một kiếp, hoặc là một kiếp vào nhiều kiếp, tất cả biển kiếp đủ thứ môn, mười phương cõi nước đều hiện rõ. Hoặc có vô lượng kiếp làm thành một kiếp, hoặc trong một kiếp lại có vô lượng kiếp, cảnh giới này chẳng nhất định. Trong tất cả biển kiếp có đủ thứ môn khác nhau, trong mười phương cõi nước thì hiện ra rất minh bạch. Hoặc sự trang nghiêm tất cả kiếp ở trong một kiếp đều hiện thấy, hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp vào khắp tất cả vô biên kiếp. Ở trước nói về kiếp dài ngắn, bây giờ nói về sự trang nghiêm của kiếp. Có thế giới dùng vàng để trang nghiêm, có thế giới dùng bạc để trang nghiêm, có thế giới dùng mani hoặc dùng châu báu để trang nghiêm. Sự trang nghiêm của tất cả kiếp có thể ở trong một kiếp đều hiện ra đủ thứ cảnh giới trang nghiêm, lại khắp vào trong tất cả vô biên kiếp đều trang nghiêm như vậy. Bắt đầu một niệm thành một kiếp, đều nương tâm chúng sinh mà sinh, tất cả cõi vô biên biển kiếp dùng một phương tiện đều thanh tịnh.
Kiếp thành tựu như thế nào là từ một niệm của chúng sinh mà sinh ra. Một niệm có thể kéo dài làm vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể thu lại làm một niệm. Bắt đầu từ một niệm mà sinh ra thành là một kiếp. Đó đều là nương tựa vọng tưởng trong tâm của chúng sinh mà sinh ra cảnh giới hư vọng này. Hết thảy tất cả cõi biển kiếp vô lượng vô biên vô cùng tận, chư Phật dùng một phương tiện pháp môn khiến cho tất cả kiếp đều thanh tịnh. Kiếp có thành, trụ, hoại, không, bốn tướng đều từ vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra. Chẳng những kiếp là như thế mà hết thảy tất cả đều như vậy. Vì vọng tưởng của chúng sinh quá nhiều cho nên tạo ra một thế giới, tức cũng là một trái đất, hoặc tinh cầu, mặt trời, mặt trăng. Có người chẳng tin đạo lý này mà tin đạo lý khoa học, cho rằng trái đất, tinh cầu, mặt trời, mặt trăng là do đủ thứ nguyên tố mà thành tựu, tuyệt đối chẳng phải từ vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra. Tất nhiên bạn nói chẳng phải, tôi cũng chẳng kiên trì nói là phải. Song tôi đưa ra một sự thật để chứng minh. Hiện tại tôi chỉ nói về trứng gà. Trứng gà vốn chẳng phải là gà con, mà do gà mẹ hằng ngày khởi vọng tưởng mà ấm dần lên. Nếu chỉ có một quả trứng thì gà mẹ chẳng khởi vọng tưởng. Tất nhiên có khoảng 10 trứng tại một chỗ thì gà mẹ sẽ khởi vọng tưởng. Tưởng trứng nở ra một bầy gà con, hằng ngày khổ nhọc cẩn thận ấp trứng, có khi đổi chỗ, đem trứng ở dưới đổi lên trên để cho độ ấm quân bình. Trải qua thời gian 21 ngày thì gà con từ trong trứng nở chui ra, từ từ học đi. Việc đầu tiên là tìm thức ăn, việc thứ hai là ngủ. Cho nên ăn ngủ là thiên tánh, tất cả chúng sinh hữu tình đều có đủ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: thai do tình mà có, trứng do tưởng mà sinh, thấp sinh nhờ hợp mà cảm, hóa sinh nhờ lìa mà ứng. Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh là do nghiệp quả mà thành. Tình, tưởng, hợp, ly đều do nghiệp nhân mà cảm. Đạo lý này nói rất rõ ràng. Từ gà mái ấp trứng mà nhìn thì thế giới của gà là do vọng tưởng tạo thành, những thế giới khác cũng tạo thành như vậy. Thế giới của con người, con bò, con chó, con mèo, chim bay trên trời, cá lội dưới nước đều do tình, tưởng, hợp, ly mà tạo thành. Gà mái, một niệm sinh thì có vọng tưởng. Vọng tưởng này là từ vô minh sinh ra. Vô minh duyên hành, tức có hành vi, do đó mà ấp trứng. Hành duyên thức, trong trứng có thức, cũng tức là bào thai. Thức duyên danh sắc, vì chịu ảnh hưởng độ ấm nên bào thai khởi biến hóa, có danh hệ thống thần kinh, có sắc sinh lý. Danh sắc duyên lục nhập bèn sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Có sáu căn rồi thì toàn thân thể dần dần mọc lông. Thành thục rồi thì liền ra khỏi vỏ trứng mà đến thế giới này. Lúc đó sẽ có tác dụng xúc giác. Có xúc thì có thọ, có thọ thì có hữu, có hữu thì có sinh, có sinh thì có già, có già thì có chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên nghiệp báo ba đời. Khi gà mái ấp trứng là kiếp thành, gà con ra đời là kiếp trụ, lớn lên bị giết hoặc bệnh chết là kiếp hoại, thân gà chẳng còn nữa là kiếp không. Thân thể con gà có thành, trụ, hoại, không, bốn giai đoạn. Sau khi gà con ra đời thì bắt đầu khởi vọng tưởng, muốn tìm vật ăn, ăn no rồi lại muốn tìm chỗ ngủ. Gà con thì có niệm tham, dục, tâm như thế. Chúng vì tranh ăn mà chiến đấu, vì bảo tồn lợi ích của mình chẳng để cho gà khác đoạt đi. Động vật nhỏ còn như thế, hà huống là linh động vật con người. Càng vì danh lợi, bạn tranh tôi giành, chẳng ai nhường cho ai. Động vật nhỏ tranh giành với nhau, động vật lớn thì xâm lược chiến tranh, tạo thành thiên hạ đại loạn. Ai ai cũng ích kỷ lợi mình,
thì thế giới vĩnh viễn chẳng có ngày hòa bình. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại nói với đại chúng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Mỗi một thế giới là một trong 10 phương thế giới hải. Bổn thân của mỗi thế giới lại phân ra 10 phương thế giới hải. Cho nên thế giới hải và thế giới hải đều vô lượng, vô biên, trùng trùng, vô tận. Tuy có nhiều như thế, nhưng dùng Phật nhãn của chư Phật mà xem thì rất rõ ràng, vẫn có thể đếm được có bao nhiêu. Cảnh giới này Bồ Tát chẳng làm được, vì cảnh giới của Bồ Tát vẫn chẳng cứu kính, chẳng như cảnh giới của Phật là quán triệt thủy chung, đều biết, đều thấy. Bồ Tát mới phát tâm chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát sơ địa chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát nhị địa, cho đến thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Tuy chẳng biết, nhưng chẳng ra ngoài một tâm niệm của chúng sinh. 10 pháp giới đều bao quát ở trong một niệm chân tâm, cho nên có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Kiếp của thế giới hải có dài, có ngắn, có nhiều, có ít, cho nên kiếp có sự chuyển biến khác nhau. Tuổi thọ của mỗi thế giới đều khác nhau, đến lúc sẽ có sự chuyển biến, giống như chúng ta mắc bệnh, sau khi khỏi bệnh và trước khi bệnh đều có ít nhiều sự chuyển biến, hoặc tánh tình chuyển biến, hoặc tâm lý chuyển biến. Nói tóm lại, đều có chỗ chuyển biến. Con người là bộ phận nhỏ, thế giới là bộ phận lớn, nhưng đều có sự khác nhau. Đạo lý nói về Kinh Hoa Nghiêm là đạo lý viên dung vô ngại, chẳng có dài ngắn, chẳng có lớn nhỏ, chẳng có nhiều ít, chẳng có phân biệt đó đây. Nếu bạn chấp trước thì bạn chẳng minh bạch đạo lý Kinh Hoa Nghiêm. Kỳ thật, Kinh Hoa Nghiêm, sự lý đều nặng như nhau, chẳng lệch về bên nào. Do đó, hàng nhị thừa tuy thân ở trong hội Hoa Nghiêm mà có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo viên đốn. Nếu mù, nếu điếc, cũng chẳng khế cơ, vì căn cơ của hàng nhị thừa cạn hẹp. Song Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ nghe rất có vị đạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, vì Bồ Tát thích độ chúng sinh, đồng chứng Phật quả. Tông chỉ tôi giảng kinh là giảng cạn càng tốt, để mọi người đều minh bạch nghĩa kinh, hiểu thấu chân lý, muốn cho ai nghe được cũng đều hiểu. Tôi phản đối lối giảng nhai văn nuốt chữ, giảng một tràng mà ngược lại xa cách kinh văn 10 dạng 8.000 dặm. Giống như dạ dày, tuy dài hơn 20 thước mà chứa đựng toàn là đại tiện, thối không thể ngửi đặng, đó lại có ích gì? Nếu người chẳng minh bạch thì nói bao nhiêu cũng đều vô dụng. Nếu minh bạch chỉ nói một câu mà họ hiểu, vẫn có nhiều lợi ích. Vì pháp như vậy nên thế giới hải có vô lượng kiếp thành hoại chuyển biến. Pháp nói ra là như vậy. Ở trên nói là do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành thế giới. Vọng tưởng tức là khởi hoặc tức là tạo nghiệp tức là thọ quả báo, tức là như vậy. Cho nên trong một thế giới hải có 10 phương thế giới hải an lập ở trong đó. Trong 10 phương thế giới hải có một thế giới hải cũng an lập ở trong đó. Thế giới hải và thế giới hải xung đột với nhau. Mỗi thế giới an lập theo vị trí. Mỗi thế giới hải có kiếp thành, trụ, hoại, không, chuyển biến. Kiếp cũng có phát sinh bình hoạn, cho nên có 4 tướng biến hóa. Ở Trung Quốc có Bột Hải, Dũng Bể, có Hy Mã Lạp, Nhà Sơn. Bột Hải trong vô lượng kiếp về trước là đất bằng, Hy Mã Lạp, Nhà Sơn vô lượng kiếp về trước là biển.
Vì chúng sinh nghiệp chướng quá nặng, dẫn đến địa cầu phát sinh biến hóa, biến biển thành núi cao, biến đất bằng thành biển. Do đó có câu, biển khơi biến thành bình địa biến thành biển khơi. Hiện tượng này ở lưu vực sông Hoàng Hà thường xuất hiện. Có một số người thường nói, 30 năm sông ở phía đông, 30 năm sông ở phía tây, đó là một hiện tượng thành hoại chuyển biến. Vì chúng sinh nhiễm ô, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm ô. Vì chúng sinh nhiễm ô ở trong thế giới hải này, cho nên thế giới hải này trở thành nhiễm ô, mà có cảnh giới nhiễm ô hiện tiền. Vì chúng sinh trụ tu phước rộng lớn, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. Vì chúng sinh tu phước rộng lớn, đầy đủ phước báo, vì trụ ở thế giới hải này thanh tịnh, cho nên thế giới hải này có nhiễm tịnh. Trong kiếp nhiễm tịnh có vô lượng kiếp thành trụ hoại không biến hóa. Vì tin hiểu Bồ Tát trụ, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. Tin hiểu hành chứng là bốn giai đoạn của kinh Hoa Nghiêm. Do tin mới hiểu được, từ hiểu mới thực hành, do thực hành mới có chứng đắc. Tin là bước đầu tiên, do đó Phật pháp như biển, chỉ tin mới vào được. Lại có câu rằng, tin là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các căn lành. Bạn tin sâu Phật pháp chẳng nghi thì sẽ có ngày hiểu rõ. Tin là điều kiện cơ bản để nghiên cứu Phật pháp. Song bạn phải tham thiền, phải sinh tâm nghi. Hai pháp này không thể cùng ngày mà nói. Nghiên cứu Phật pháp thì nhất định phải tin, tham thiền thì nhất định phải khởi nghi tình. Do đó, đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ. Giống như đánh chuông, đánh mạnh thì kêu to, đánh nhẹ thì kêu nhỏ, chẳng đánh thì chẳng kêu. Có người nói, đấy chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Chẳng phải, vì pháp môn chẳng giống nhau. Pháp môn tham thiền là dùng một vọng tưởng để khống chế các vọng tưởng. Do đó, dùng độc trị độc, đè nén vọng tưởng đến sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, hồi đầu thì khai ngộ. Lúc đó đạt đến cảnh giới trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Bây giờ đang nói chữ tin là tin đạo lý kinh Hoa Nghiêm. Bạn tin kinh Hoa Nghiêm rồi thì sẽ minh bạch nghĩa thật của kinh Hoa Nghiêm, thì sẽ y theo đạo lý kinh Hoa Nghiêm mà tu hành. Tu hành mới có thể chứng được cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên, tin, hiểu, hành, chứng, bốn giai đoạn có quan hệ với nhau. Nếu hiểu mà không thực hành, thì giống như người đói nói món ăn thì không thể nào no được. Cũng giống như người nghèo đếm tiền cho họ, cuối cùng vẫn là người nghèo cũng chẳng có gì. Suốt ngày đếm tiền cho họ, mình chẳng có xu nào. Nếu nói chẳng tu hành, lỗi lầm cũng như vậy. Hành mà không hiểu, tức như người mù luyện đôi, lãng phí công phu, chẳng lãnh hội được gì. Vị tính giải Bồ Tát này, chỉ cần bạn có đầy đủ tính và giải, thì là tính giải Bồ Tát. Trụ ở thế giới này và tu phước rộng lớn. Phàm là chúng sinh tu phước rộng lớn thì sẽ có tính tâm. Hai loại chúng sinh này ở trong thế giới hải đều có kiếp nhiễm tịnh. Do nhiễm chuyển biến thành tịnh, do tịnh chuyển biến thành nhiễm. Nhiễm nhiễm tịnh tịnh, tịnh tịnh nhiễm nhiễm. Tại sao? Vì hai thứ tâm của chúng sinh này vẫn chưa có cảnh giới thuần túy thanh tịnh chẳng nhiễm, nghĩa là chẳng buông bỏ hết hoàn toàn nhiễm ô, cũng chẳng đề khởi hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên nhiễm tịnh xen tạp với nhau, có tịnh, có nhiễm, có tịnh. Loại chúng sinh này khi tinh tấn thì thanh tịnh, khi thối lùi thì nhiễm ô, giống như một niệm trước thì muốn xuất gia tu hành, ra khỏi ba cõi, chứng quả thành Phật. Đây là thanh tịnh. Một niệm sau thì muốn hoàn tục,
về nhà lấy vợ, sinh con đẻ cháu, có thể truyền tông tiếp đại, có thể kêu con xuất gia tu hành. Đây là tịnh nhiễm xen tạp với nhau. Hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên làm ngạ quỷ, hốt nhiên làm súc sinh, hốt nhiên làm Atula, hốt nhiên làm người. Tức cũng là một niệm thiên đàng, một niệm địa ngục, một niệm cõi Phật, một niệm cõi nhân gian. Đây là kiếp nhiễm tịnh chuyển biến. Kiếp chuyển biến là gì? Tức là do một niệm để chuyển biến. Tại sao hốt nhiên nghĩ muốn hoàn tục? Tại sao hốt nhiên muốn tu hành? Đó đều là kiếp nhiễm tịnh chuyển biến. Một niệm trước muốn tu hành, đây là tịnh. Một niệm sau muốn hoàn tục, đây là nhiễm. Đừng nói chi đến thế giới hải có kiếp nhiễm tịnh chuyển biến, mà ở trong tâm của chúng sinh cũng có kiếp chuyển biến. Các vị thiền tri thức phải hiểu rõ thâm sâu về đạo lý này. Tại sao ta chẳng có chí khí, chẳng có tâm thường hằng, làm việc bỏ dở giữa đường, không thể có thủy, có chung? Tại sao ta lười biếng, chẳng hoan hỷ làm việc khổ nhọc? Tại sao ta chẳng làm đệ tử của Phật chánh tri, chánh kiến? Tại sao ta phải sinh tư tưởng tà tri, tà kiến? Đó là hiện tượng kiếp chuyển biến. Vì vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành thuần thanh tịnh. Vì trong thế giới hải có vô lượng vô biên chúng sinh cùng phát tâm Bồ Đề, cho nên thế giới hải này chuyển biến thành kiếp thuần thanh tịnh. Thế giới hải hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì chẳng còn hiện tượng đời ác năm trược. Thế giới hải thanh tịnh càng thanh tịnh, là do tinh tấn mà thanh tịnh. Hôm nay tinh tấn, ngày mai tinh tấn, càng ngày càng tinh tấn. Do đó càng ngày càng thanh tịnh. Thanh tịnh biểu thị cho minh bạch, nhiễm ô biểu thị cho hồ đồ. Vô minh càng ngày càng ít, trí tuệ càng ngày càng nhiều. Đây là kiếp chuyển biến thanh tịnh. Kiếp chuyển biến đều ở trong tâm của chính mình, chẳng phải ở bên ngoài. Nếu ở bên ngoài thì chuyển biến chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta phải nghiên cứu trong tự tánh, phải nghiên cứu sự thành hoại của tự tánh, sự nhiễm ô của tự tánh, sự thanh tịnh của tự tánh. Phải ở chỗ này mà hạ thủ công phu mới có thể minh bạch cứu kính, bằng không thì sai một ly, đi một dặm. Vì các Bồ Tát ai nấy đều du khắp các thế giới, nên thế giới hải vô biên trang nghiêm kiếp chuyển biến. Bồ Tát cũng thường du hành, nhưng chẳng phải du sơn ngoạn thủy, cũng chẳng phải thưởng thức phong cảnh, càng chẳng phải tham quan danh lam thắng cảnh, mà là vì gần gũi chư Phật. Cho nên ai nấy đều du khắp hết thảy đạo tràng của các thế giới. Chư Phật dùng vô biên kiếp để trang nghiêm cõi nước, hoan nghênh Bồ Tát đến tham quan. Vô biên sự trang nghiêm này là chánh tri chánh kiến. Tóm lại, có chánh tri chánh kiến tức là thanh tịnh, có tà tri tà kiến tức là nhiễm ô. Hiện tại chuyển biến thành chánh tri chánh kiến. Vì mười phương tất cả thế giới hải có các Bồ Tát phân tập, nên thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp chuyển biến. Trong mười phương thế giới hải có vô lượng vô biên Bồ Tát đều phân tập trong đạo tràng này. Mười phương Bồ Tát tức là những người chúng ta phát tâm Bồ Đề. Kiếp đại trang nghiêm tức là chánh định chánh thọ của chúng ta. Thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp cũng có sự chuyển biến. Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, nên thế giới hải trang nghiêm diệt kiếp chuyển biến. Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, cho nên thế giới hải trang nghiêm tịch diệt, trở thành thường tịch quang tịnh độ. Kiếp này có sự chuyển biến. Vì chư Phật xuất hiện ra đời, nên tất cả thế giới hải rộng lớn nghiêm tịnh kiếp chuyển biến. Vì chư Phật xuất hiện ra đời, cho nên tất cả thế giới hải đều chuyển biến thành kiếp rộng lớn nghiêm tịnh. Khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, thì đất đai của thế giới này bằng phẳng như tấm gương, hoa quý, cỏ mềm,
đầy khắp mặt đất, đủ thứ cây cối, hoa quả sum sê. Tuổi thọ của con người đến 8 vạn tuổi, trí huệ, quy đức, sắc lực đầy đủ, an ổn, khoái lạc, chẳng có nạn phước lửa, đao binh và việc đói khát độc hại. Vườn rừng ao hồ đầy khắp thiên hạ đều là nước có 8 công đức. Vì Phật ra đời mới có cảnh giới này. Vì thần thông biến hóa của Như Lai nên thế giới hải kiếp thanh tịnh chuyển biến khắp. Vì Phật xuất hiện ra đời thì có thần thông biến hóa, cho nên thế giới hải khắp thanh tịnh. Chẳng những Bồ Tát hiện thân thuyết pháp mà chư Phật thường thường cũng hiện thân thuyết pháp. Đây là kiếp thanh tịnh chuyển biến. Phẩm thấy bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có 3 lần biến cõi nước. 1. Biến thế giới Ta Bà thành thanh tịnh, lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, vàng thật làm dây văn 8 ngã đường. 2. Trong 8 phương, mỗi phương biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh. 3. Lại ở trong 8 phương, đều biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, thảy đều thanh tịnh, cho nên gọi là 3 lần biến. Như vậy, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, nên nương đại oai thần lực của Phật khắp quán sát tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới mà nói ra bài kệ. Tất cả các cõi nước đều tùy nghiệp lực sinh, các ông nên quán sát tướng chuyển biến như vậy. Hết thảy tất cả các cõi nước đều tùy theo nghiệp lực sinh ra. Các vị đệ tử của Phật nên quán sát tướng kiếp chuyển biến là như vậy. Các chúng sinh nhiễm ô, nghiệp cảm buộc đáng sợ, tâm họ khiến biển cõi, tất cả thành nhiễm ô. Hết thảy chúng sinh đều có tham, sân, si, mạn, nghi, 5 thứ nhiễm ô. Họ khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Nghiệp này cảm trói buộc rất là đáng sợ, vì tâm chúng sinh tạo nghiệp khiến cho tất cả biển cõi đều biến thành nhiễm ô. Chẳng những không khí nhiễm ô, hoàn cảnh nhiễm ô, mà tư tưởng cũng nhiễm ô. Tất cả đều biến thành thế giới hải nhiễm ô. Nếu có tâm thanh tịnh, tu các hạnh phước đức, tâm họ khiến biển cõi tạp nhiễm và thanh tịnh. Nếu như có chúng sinh tâm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để tu hạnh môn các phước đức, tức cũng là trong tu trí huệ. Ngoài tu phước đức, tu tất cả hạnh môn lợi người, thì khiến cho tất cả biển cõi nước hoặc có nhiễm ô mà chẳng thanh tịnh, hoặc có thanh tịnh mà chẳng nhiễm ô, hoặc nhiễm tịnh xen tạp chẳng thuần. Người tu phước vì quả báo quá lớn, hay khiến cho biển cõi nước có nhiễm ô có thanh tịnh, khiến cho thế giới tịnh nhiễm xen tạp. Tại sao? Các vị nghiên cứu thì sẽ biết. Phàm là người có phước báo thì có nhiều chấp trước, có nhiều pháp nhiễm ô. Suốt ngày đến tối cứ nghĩ hưởng thụ, nghĩ vui chơi, chẳng phải uống rượu thì nhảy đầm. Đây là pháp nhiễm ô. Người tu đạo cho rằng hưởng thụ là tiêu phước, thọ khổ là hết khổ. Cho nên chẳng chú trọng về hưởng thụ vật chất, mà chú trọng về tu dưỡng tinh thần. Do đó chẳng bị vật chất dẫn dụ mê hoặc. Có người nói: tôi có định lực, chẳng bị vật chất làm mê hoặc.
có cảnh giới, mắt quán hình sắc trông chẳng có, tai nghe việc đời tâm chẳng hay. Tôi thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe. Bạn đạt được cảnh giới tâm chẳng động như thế thì thật là không thể nghĩ bàn. Hy vọng mọi người đặc biệt chú ý về điểm này. Ai ai cũng có thể đạt đến cảnh giới tâm bất động. Tinh hiểu các Bồ Tát ở trong kiếp đó sinh, tùy tâm họ mà có, thấy tạp nhiễm thanh tịnh. Có tính tâm, có trí huệ thì hiểu rõ tất cả pháp của các Bồ Tát ở trong kiếp đó sinh ra, tùy theo tâm của họ nhiễm hoặc tịnh. Cho nên thế giới cũng có tịnh, cũng có nhiễm, tạp nhiễm thanh tịnh đều thấy được. Vô lượng các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, tâm họ khiến biển cõi kiếp trụ thường thanh tịnh. Hết thảy vô lượng vô biên tất cả chúng sinh hoàn toàn phát Bồ Đề tâm thì có thể chuyển mê thành ngộ, khiến cho tất cả biển cõi chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển kiếp năm trượt thành kiếp thanh tịnh. Đây là trụ kiếp luôn luôn thanh tịnh. Vô lượng ức Bồ Tát đến khắp trong mười phương, trang nghiêm đều như nhau, trong kiếp thấy khác biệt. Hết thảy vô lượng ức Bồ Tát đều đến khắp đạo tràng mười phương, sự trang nghiêm đều như nhau, chẳng có gì mà chẳng giống. Ở trong hết thảy kiếp, vì nghiệp của chúng sinh khác nhau nên sự thấy cũng khác nhau. Trong mỗi mỗi hạt bụi, cõi Phật như số bụi, Bồ Tát đều vân tập, cõi nước đều thanh tịnh. Ở trong mỗi hạt bụi đều có cõi nước chư Phật, nhiều giống như số hạt bụi. Hết thảy tất cả Bồ Tát cùng nhau vân tập đến cõi nước đều trang nghiêm thanh tịnh. Thế Tôn vào Niết Bàn, cõi đó trang nghiêm diệt, chúng sinh chẳng pháp khí, thế giới thành tạp nhiễm. Trong hết thảy cõi nước, khi có Phật ra đời thì chúng sinh đều là người có phước báo, cho nên tất cả đều trang nghiêm. Lấy ngũ cốc để nói, trồng một lần thì thu hoạch bảy lần, đến thời tự nhiên sẽ thành thục. Khi Phật vào Niết Bàn thì tất cả cõi nước trang nghiêm đều tịch diệt. Vì sự trang nghiêm theo Thế Tôn mà vào Niết Bàn, chúng sinh chẳng tu hành, cho nên không thành pháp khí, mới làm cho thế giới từ thanh tịnh mà chuyển biến thành tạp nhiễm. Nếu có Phật ra đời, tất cả đều trân tốt, tùy tâm họ thanh tịnh, trang nghiêm đều đầy đủ. Nếu như có Phật ra đời thì hết thảy tất cả đều trân quý tốt đẹp, tùy theo tâm của chúng sinh mà thanh tịnh, tất cả trang nghiêm đều đầy đủ hiện ra. Sức thần thông chư Phật thì hiện không nghĩ bàn, lúc đó các biển cõi tất cả khắp thanh tịnh. Hết thảy sức thần thông của chư Phật thì hiện không thể nghĩ bàn, lúc đó tất cả biển cõi tất cả đều thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có sự không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có sự không khác biệt nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Tướng thì có hình tướng, có sự khác biệt. Tánh thì không có hình tướng, chẳng có sự khác biệt. Giống như tướng mạo con người có sự khác biệt, còn tánh của con người thì không khác nhau. Thế giới hải có rất nhiều thế giới, mỗi thế giới có tướng khác nhau, còn tánh thì chẳng khác nhau. Đó là trong mỗi thế giới hải có thế giới không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong mỗi thế giới hải, chư Phật xuất hiện hết thảy quay lực không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng khắp mười phương pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả sự biến hóa danh hiệu của Phật không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả âm thanh của Phật khắp cùng thế giới hải vô biên kiếp trụ không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải,
pháp luân phương tiện không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả thế giới hải khắp vào một hạt bụi không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, mỗi hạt bụi đều có cảnh giới rộng lớn của tất cả chư Phật Thế Tôn ba đời, thảy đều hiện ra ở trong đó không khác biệt. Thế giới hải không khác biệt, phân ra 10 thứ. 1. Trong mỗi thế giới hải có thế giới nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều có sơn hà, đại địa, động thực, khoáng vật như nhau, chẳng có gì khác biệt. 2. Trong mỗi thế giới hải có chư Phật xuất hiện ra đời, hết thảy đại oai thần lực đều như nhau, vì Phật với Phật giống nhau, cho nên oai lực cũng vậy. 3. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chư Phật đều ngồi trong đạo tràng, mà khắp cùng 10 phương pháp giới cũng chẳng có sự khác biệt. 4. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chúng hội đạo tràng của Phật cũng chẳng có sự khác biệt. 5. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp cùng 10 phương pháp giới cũng chẳng khác biệt. 6. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy thần thông biến hóa và 10 danh hiệu của Phật đều như nhau, chẳng có khác biệt. 7. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy âm thanh của Phật khắp cùng thế giới hải, kiếp trụ chẳng có bờ mé, bổn tánh chẳng khác biệt. 8. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả chư Phật đều đang chuyển pháp luân, dùng phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh. Do đó, trước dùng câu dục móc, sau khiến họ vào Phật trí. Nghĩa là, trước hết cho chúng sinh điều mà họ ưa thích, sau đó mới khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật. Đây là pháp phương tiện khéo léo, tánh này cũng chẳng có sự khác biệt. 9. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả thế giới hải khắp vào trong một hạt bụi mà chẳng khác nhau. 10. Trong mỗi thế giới hải, trong mỗi hạt bụi có chư Phật Thế Tôn ba đời, cảnh giới rộng lớn đều hiện ra trong đó chẳng khác biệt. Các Phật tử, nói sơ lược về thế giới hải chẳng khác biệt như vậy. Nếu nói rộng ra, thì có sự chẳng khác biệt nhiều như hạt bụi thế giới hải. Các vị đệ tử của Phật, thế giới hải chẳng khác biệt, nói sơ lược như ở trước vừa nói có 10 thứ. Nếu nói rộng ra, thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: trong mỗi hạt bụi nhiều biển cõi, xứ sở khác nhau đều nghiêm tịnh, như vậy vô lượng vào trong một, mỗi mỗi phân biệt chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có thể dung nạp vô lượng biển cõi nước. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân. Tại điện Phật của chúng ta có bao nhiêu hạt bụi? Ở trong mỗi hạt bụi có chư Phật đang ở trong đó chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. Có người nói là nói như vậy, chứ thực tế thì hư vô phiêu diêu. Vậy bạn nói thử xem, cái gì chẳng hư vô phiêu diêu? Con người chẳng phải là hư vô phiêu diêu chăng? Con người sau khi chết rồi thì gì cũng chẳng còn, thân thể đều không, chỉ có tánh còn tồn tại. Nếu thật mà tánh cũng không thì vấn đề gì cũng đều giải thoát hết, vì tánh vẫn còn tồn tại. Cho nên tánh tướng chẳng hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh, một nhiều không hai. Trong một hạt bụi có vô lượng hạt bụi. Vô lượng hạt bụi là từ một hạt bụi bắt đầu. Một biển cõi là từ một biển cõi diễn biến thành. Cho nên một nhiều không ngại, một nhiều nhiếp với nhau. Đây là cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Xứ sở tức là đất đai sở tại của mỗi thế giới. Thế giới này ở Đông Thắng Thần Châu, thế giới kia ở Nam Thiệm Bộ Châu, thế giới nọ ở Tây Ngưu Hóa Châu, thế giới kia ở Bắc Câu Lư Châu. Xứ sở tuy khác nhau, nhưng mà có sự phân biệt, song đều trang nghiêm thanh tịnh, giống như một nhiều nhiếp với nhau.
tánh tướng không ngại, cho nên vô lượng thế giới có thể vào trong một hạt bụi. Mỗi hạt bụi vẫn là mỗi hạt bụi, chẳng có tạp loạn lộn xộn, đều rõ ràng. Mỗi thế giới vẫn là mỗi thế giới, tơ hào chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi tư nghị Phật, tùy tâm chúng sinh khắp hiện tiền. Tất cả biển cõi đều đến khắp, phương tiện như vậy chẳng khác biệt. Ở trong mỗi hạt bụi có bất khả tư nghị Đức Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà hiện ra ở trước chúng sinh. Hết thảy tất cả biển cõi nước chư Phật, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Pháp môn phương tiện như vậy chẳng có gì khác biệt. Trong mỗi hạt bụi các thù dương, đủ thứ trang nghiêm đều văng bủa, mười phương cõi nước đều cùng hiện, như vậy tất cả chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi có tất cả bồ đề thụ dương, cây bồ đề dùng bảy báo để trang nghiêm đều văng bủa khắp nơi. Cảnh giới này trong mười phương cõi nước, trong mỗi hạt bụi đều hiện ra. Tình hình như vậy chẳng có gì khác biệt. Trong mỗi hạt bụi chúng đều cùng dây quanh Đức Như Lai, vượt qua tất cả khắp thế gian, cũng chẳng chật hẹp tướng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có chúng sinh nhiều như số hạt bụi đang ở trong đó cùng quay quần chung quanh Đức Phật. Đức Phật đang ở trong hạt bụi thuyết pháp, vượt qua tất cả thế giới, khắp cùng tất cả thế gian. Trong mỗi hạt bụi cũng chẳng chật hẹp, cũng chẳng tạp loạn, rất ngay thẳng, có thứ tự. Chúng sinh đều ngồi có thứ tự, lắng nghe Phật nói diệu pháp. Bất luận có bao nhiêu cõi, có bao nhiêu chúng sinh, ở trong một hạt bụi vẫn có không gian. Đây là đạo lý gì? Đây là dạy người đừng chấp trước. Khi bạn có ngũ nhãn lục thông, thì tự nhiên sẽ minh bạch nghĩa lý. Bạn cũng có thể ở trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân. Bạn cũng có thể ở nơi đầu sợi lông, hiện cõi bảo dương. Trong mỗi hạt bụi vô lượng quang, khắp cùng mười phương các cõi nước, đều hiện chư Phật hạnh bồ đề, tất cả biển cõi chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng vô biên quang minh, chiếu soi khắp cùng mười phương tất cả cõi nước, thấy đều hiện ra. Phương pháp tu hạnh bồ đề của tất cả chư Phật mười phương ba đời, ở trong tất cả biển cõi nước của chư Phật quang minh đó chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân, biến hóa như mây khắp hết thảy, dùng Phật thần thông dạy chúng sinh, mười phương cõi nước cũng như vậy. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng thân Phật, vô lượng thân Bồ Tát, vô lượng thân Duyên Giác, vô lượng thân Thanh Văn và vô lượng thân chúng sinh khác, biến hóa như mây đầy dẫy khắp cùng ở trong đó. Dùng thần thông của Phật để giáo hóa tất cả chúng sinh, mười phương cõi nước đều như vậy, chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi nói các pháp, pháp đó thanh tịnh như luân chuyển, đủ thứ phương tiện môn tự tại, tất cả đều nói chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi diễn nói thật tướng của các pháp, pháp đó rất thanh tịnh, giống như luân chuyển. Toại tâm như ý, muốn nói gì thì nói, đủ thứ phương tiện pháp môn tự tại, tất cả đều diễn nói, chẳng có gì khác biệt. Một bụi khắp nói tiếng chư Phật, sung mãn pháp khí các chúng sinh, khắp trụ biển cõi vô lượng kiếp, như vậy âm thanh cũng chẳng khác. Trong mỗi hạt bụi khắp diễn nói âm thanh của chư Phật, từ âm đó sung mãn pháp khí trong tâm của các chúng sinh, khắp trụ hết thảy biển cõi nước trải qua vô lượng số kiếp, âm thanh như vậy cũng chẳng khác biệt. Biển cõi vô lượng trang nghiêm đẹp trong mỗi hạt bụi đều hiện ra. Thần thông lực chư Phật như vậy, tất cả đều do nghiệp tánh sinh. Trong mỗi biển cõi có vô lượng sự trang nghiêm di diệu, sự trang nghiêm đó đều hiển hiện ra ở trong mỗi hạt bụi, rất rõ ràng mà chẳng tạp loạn. Tại sao? Vì đó là do thần thông lực của chư Phật, cũng là nghiệp tánh của tất cả chúng sinh mà sinh ra cảnh giới như vậy. Trong mỗi hạt bụi Phật ba đời,
tùy sự ưa thích đều thấy được, thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, bởi nhờ nguyện lực khắp thế gian. Trong mỗi hạt bụi có tất cả chư Phật mười phương ba đời đang ở trong đó chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Tùy theo sự ưa thích của chúng sinh đều khiến cho họ thấy được. Theo chư Phật mà nói thì thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, vì nguyện lực của chư Phật rộng lớn mới khắp cùng trong thế gian. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng, cùng pháp giới chúng sinh thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Như vậy, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, nên nương đại oai thần lực của Phật khắp quán sát tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới mà nói ra bài kệ: tất cả các cõi nước đều tùy nghiệp lực sinh, các ông nên quán sát tướng chuyển biến như vậy. Hết thảy tất cả các cõi nước đều tùy theo nghiệp lực sinh ra. Các vị đệ tử của Phật nên quán sát tướng kiếp chuyển biến là như vậy. Các chúng sinh nhiễm ô, nghiệp cảm buộc đáng sợ, tâm họ khiến biển cõi, tất cả thành nhiễm ô. Hết thảy chúng sinh đều có tham sân si mạng nghi năm thứ nhiễm ô. Họ khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Nghiệp này cảm trói buộc rất là đáng sợ, vì tâm chúng sinh tạo nghiệp khiến cho tất cả biển cõi đều biến thành nhiễm ô. Chẳng những không khí nhiễm ô, hoàn cảnh nhiễm ô, mà tư tưởng cũng nhiễm ô. Tất cả đều biến thành thế giới hải nhiễm ô. Nếu có tâm thanh tịnh, tu các hạnh phước đức, tâm họ khiến biển cõi tạp nhiễm và thanh tịnh. Nếu như có chúng sinh tâm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để tu hạnh môn các phước đức, tức cũng là trong tu trí huệ. Ngoài tu phước đức, tu tất cả hạnh môn lợi người, thì khiến cho tất cả biển cõi nước hoặc có nhiễm ô mà chẳng thanh tịnh, hoặc có thanh tịnh mà chẳng nhiễm ô, hoặc nhiễm tịnh xen tạp chẳng thuần. Người tu phước vì quả báo quá lớn hay khiến cho biển cõi nước có nhiễm ô có thanh tịnh, khiến cho thế giới tịnh nhiễm xen tạp. Tại sao? Các vị nghiên cứu thì sẽ biết.
Phàm là người có phước báo thì có nhiều chấp trước, có nhiều pháp nhiễm ô. Suốt ngày đến tối cứ nghĩ hưởng thụ, nghĩ vui chơi, chẳng phải uống rượu thì nhảy đầm, đây là pháp nhiễm ô. Người tu đạo cho rằng hưởng thụ là tiêu phước, thọ khổ là hết khổ. Cho nên chẳng chú trọng về hưởng thụ vật chất, mà chú trọng về tu dưỡng tinh thần. Do đó chẳng bị vật chất dẫn dụ mê hoặc. Có người nói, tôi có định lực chẳng bị vật chất làm mê hoặc, có cảnh giới mắt quán hình sắc trong chẳng có, tai nghe việc đời tâm chẳng hay, tôi thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe. Bạn đạt được cảnh giới tâm chẳng động như thế thì thật là không thể nghĩ bàn. Hy vọng mọi người đặc biệt chú ý về điểm này. Ai ai cũng có thể đạt đến cảnh giới tâm bất động. Tinh hiểu các Bồ Tát ở trong kiếp đó sinh, tùy tâm họ mà có, thấy tạp nhiễm thanh tịnh. Có tính tâm, có trí huệ, thì hiểu rõ tất cả pháp của các Bồ Tát ở trong kiếp đó sinh ra, tùy theo tâm của họ nhiễm hoặc tịnh. Cho nên thế giới cũng có tịnh, cũng có nhiễm, tạp nhiễm thanh tịnh đều thấy được. Vô lượng các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, tâm họ khiến biển cõi kiếp trụ thường thanh tịnh. Hết thảy vô lượng vô biên tất cả chúng sinh hoàn toàn phát Bồ Đề tâm thì có thể chuyển mê thành ngộ, khiến cho tất cả biển cõi chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển kiếp năm trượt thành kiếp thanh tịnh. Đây là trụ kiếp luôn luôn thanh tịnh. Vô lượng ức Bồ Tát đến khắp trong mười phương, trang nghiêm đều như nhau, trong kiếp thấy khác biệt. Hết thảy vô lượng ức Bồ Tát đều đến khắp đạo tràng mười phương, sự trang nghiêm đều như nhau, chẳng có gì mà chẳng giống. Ở trong hết thảy kiếp, vì nghiệp của chúng sinh khác nhau nên sự thấy cũng khác nhau. Trong mỗi mỗi hạt bụi, cõi Phật như số bụi, Bồ Tát đều vân tập, cõi nước đều thanh tịnh. Ở trong mỗi hạt bụi đều có cõi nước chư Phật, nhiều giống như số hạt bụi. Hết thảy tất cả Bồ Tát cùng nhau vân tập đến cõi nước đều trang nghiêm thanh tịnh. Thế Tôn vào Niết Bàn, cõi đó trang nghiêm diệt, chúng sinh chẳng pháp khí, thế giới thành tạp nhiễm. Trong hết thảy cõi nước, khi có Phật ra đời thì chúng sinh đều là người có phước báo, cho nên tất cả đều trang nghiêm. Lấy ngũ cốc để nói, trồng một lần thì thu hoạch bảy lần, đến thời tự nhiên sẽ thành thục. Khi Phật vào Niết Bàn thì tất cả cõi nước trang nghiêm đều tịch diệt. Vì sự trang nghiêm theo Thế Tôn mà vào Niết Bàn, chúng sinh chẳng tu hành, cho nên không thành pháp khí, mới làm cho thế giới từ thanh tịnh mà chuyển biến thành tạp nhiễm. Nếu có Phật ra đời, tất cả đều trân tốt, tùy tâm họ thanh tịnh, trang nghiêm đều đầy đủ. Nếu như có Phật ra đời thì hết thảy tất cả đều trân quý tốt đẹp, tùy theo tâm của chúng sinh mà thanh tịnh, tất cả trang nghiêm đều đầy đủ hiện ra. Sức thần thông chư Phật thì hiện không nghĩ bàn, lúc đó các biển cõi tất cả khắp thanh tịnh. Hết thảy sức thần thông của chư Phật thì hiện không thể nghĩ bàn, lúc đó tất cả biển cõi tất cả đều thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có sự không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có sự không khác biệt nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Tướng thì có hình tướng, có sự khác biệt. Tánh thì không có hình tướng, chẳng có sự khác biệt. Giống như tướng mạo con người có sự khác biệt, còn tánh của con người thì không khác nhau. Thế giới hải có rất nhiều thế giới, mỗi thế giới có tướng khác nhau, còn tánh thì chẳng khác nhau. Đó là trong mỗi thế giới hải có thế giới không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong mỗi thế giới hải
chư Phật xuất hiện hết thảy quay lực không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng khắp mười phương pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả sự biến hóa danh hiệu của Phật không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả âm thanh của Phật khắp cùng thế giới hải vô biên kiếp trụ không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, pháp luân phương tiện không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả thế giới hải khắp vào một hạt bụi không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, mỗi hạt bụi đều có cảnh giới rộng lớn của tất cả chư Phật Thế Tôn ba đời, thảy đều hiện ra ở trong đó không khác biệt. Thế giới hải không khác biệt, phân ra mười thứ. Một, trong mỗi thế giới hải có thế giới nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều có sơn hà, đại địa, động thực, khoáng vật như nhau, chẳng có gì khác biệt. 2. Trong mỗi thế giới hải, có chư Phật xuất hiện ra đời, hết thảy đại quay thần lực đều như nhau, vì Phật với Phật giống nhau, cho nên oai lực cũng vậy. 3. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chư Phật đều ngồi trong đạo tràng, mà khắp cùng mười phương pháp giới cũng chẳng có sự khác biệt. 4. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chúng hội đạo tràng của Phật cũng chẳng có sự khác biệt. 5. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp cùng mười phương pháp giới cũng chẳng khác biệt. 6. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy thần thông biến hóa và mười danh hiệu của Phật đều như nhau chẳng có khác biệt. 7. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy âm thanh của Phật khắp cùng thế giới hải, kiếp trụ chẳng có bờ mé, bổn tánh chẳng khác biệt. 8. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả chư Phật đều đang chuyển pháp luân, dùng phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh. Do đó, trước dùng câu dục móc, sau khiến họ vào Phật trí. Nghĩa là, trước hết cho chúng sinh điều mà họ ưa thích, sau đó mới khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật. Đây là pháp phương tiện khéo léo, tánh này cũng chẳng có sự khác biệt. 9. Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả thế giới hải khắp vào trong một hạt bụi mà chẳng khác nhau. 10. Trong mỗi thế giới hải, trong mỗi hạt bụi có chư Phật Thế Tôn ba đời, cảnh giới rộng lớn đều hiện ra trong đó chẳng khác biệt. Các Phật tử nói sơ lược về thế giới hải chẳng khác biệt như vậy. Nếu nói rộng ra thì có sự chẳng khác biệt nhiều như hạt bụi thế giới hải. Các vị đệ tử của Phật, thế giới hải chẳng khác biệt, nói sơ lược như ở trước vừa nói có 10 thứ. Nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: trong mỗi hạt bụi nhiều biển cõi, xứ sở khác nhau đều nghiêm tịnh. Như vậy vô lượng vào trong một, mỗi mỗi phân biệt chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có thể dung nạp vô lượng biển cõi nước. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân. Tại điện Phật của chúng ta có bao nhiêu hạt bụi? Ở trong mỗi hạt bụi có chư Phật đang ở trong đó chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. Có người nói là nói như vậy, chứ thực tế thì hư vô phiêu diêu. Vậy bạn nói thử xem, cái gì chẳng hư vô phiêu diêu? Con người chẳng phải là hư vô phiêu diêu chăng? Con người sau khi chết rồi thì gì cũng chẳng còn, thân thể đều không, chỉ có tánh còn tồn tại. Nếu thật mà tánh cũng không thì vấn đề gì cũng đều giải thoát hết, vì tánh vẫn còn tồn tại. Cho nên tánh tướng chẳng hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh, một nhiều không hai. Trong một hạt bụi có vô lượng hạt bụi, vô lượng hạt bụi là từ một hạt bụi bắt đầu. Một biển cõi
là từ một biển cõi diễn biến thành. Cho nên một nhiều không ngại, một nhiều nhiếp với nhau. Đây là cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Xứ sở, tức là đất đai sở tại của mỗi thế giới. Thế giới này ở Đông Thắng Thần Châu, thế giới kia ở Nam Thiệm Bộ Châu, thế giới nọ ở Tây Ngưu Hóa Châu, thế giới kia ở Bắc Câu Lư Châu. Xứ sở tuy khác nhau, nhưng mà có sự phân biệt, song đều trang nghiêm thanh tịnh, giống như một nhiều nhiếp với nhau, tánh tướng không ngại, cho nên vô lượng thế giới có thể vào trong một hạt bụi. Mỗi hạt bụi vẫn là mỗi hạt bụi, chẳng có tạp loạn lộn xộn, đều rõ ràng, mỗi thế giới vẫn là mỗi thế giới, tơ hào chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi tư nghị Phật, tùy tâm chúng sinh khắp hiện tiền, tất cả biển cõi đều đến khắp, phương tiện như vậy chẳng khác biệt. Ở trong mỗi hạt bụi có bất khả tư nghị Đức Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà hiện ra ở trước chúng sinh. Hết thảy tất cả biển cõi nước chư Phật, chẳng có nơi nào mà chẳng đến, pháp môn phương tiện như vậy chẳng có gì khác biệt. Trong mỗi hạt bụi các thù dương đủ thứ trang nghiêm đều văng bủa, mười phương cõi nước đều cùng hiện, như vậy tất cả chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi có tất cả bồ đề thụ dương, cây bồ đề dùng bảy báo để trang nghiêm đều văng bủa khắp nơi. Cảnh giới này trong mười phương cõi nước, trong mỗi hạt bụi đều hiện ra. Tình hình như vậy chẳng có gì khác biệt. Trong mỗi hạt bụi chúng đều cùng dây quanh Đức Như Lai, vượt qua tất cả khắp thế gian, cũng chẳng chật hẹp tướng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có chúng sinh nhiều như số hạt bụi đang ở trong đó cùng quay quần chung quanh Đức Phật. Đức Phật đang ở trong hạt bụi thuyết pháp, vượt qua tất cả thế giới, khắp cùng tất cả thế gian. Trong mỗi hạt bụi cũng chẳng chật hẹp, cũng chẳng tạp loạn, rất ngay thẳng, có thứ tự. Chúng sinh đều ngồi có thứ tự, lắng nghe Phật nói diệu pháp. Bất luận có bao nhiêu cõi, có bao nhiêu chúng sinh, ở trong một hạt bụi vẫn có không gian. Đây là đạo lý gì? Đây là dạy người đừng chấp trước. Khi bạn có ngũ nhãn lục thông, thì tự nhiên sẽ minh bạch nghĩa lý. Bạn cũng có thể ở trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân. Bạn cũng có thể ở nơi đầu sợi lông, hiện cõi bảo dương. Trong mỗi hạt bụi vô lượng quang, khắp cùng mười phương các cõi nước, đều hiện chư Phật hạnh Bồ Đề, tất cả biển cõi chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng vô biên quang minh, chiếu soi khắp cùng mười phương tất cả cõi nước, thấy đều hiện ra. Phương pháp tu hạnh Bồ Đề của tất cả chư Phật mười phương ba đời, ở trong tất cả biển cõi nước của chư Phật, quang minh đó chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân, biến hóa như mây khắp hết thảy, dùng Phật thần thông dạy chúng sinh, mười phương cõi nước cũng như vậy. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng thân Phật, vô lượng thân Bồ Tát, vô lượng thân Duyên Giác, vô lượng thân Thanh Văn và vô lượng thân chúng sinh khác, biến hóa như mây đầy dẫy khắp cùng ở trong đó. Dùng thần thông của Phật để giáo hóa tất cả chúng sinh, mười phương cõi nước đều như vậy, chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi nói các pháp, pháp đó thanh tịnh như luân chuyển, đủ thứ phương tiện môn tự tại, tất cả đều nói chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi diễn nói thật tướng của các pháp, pháp đó rất thanh tịnh, giống như luân chuyển, toại tâm như ý, muốn nói gì thì nói, đủ thứ phương tiện pháp môn tự tại, tất cả đều diễn nói, chẳng có gì khác biệt. Một bụi khắp nói tiếng chư Phật, sung mãn pháp khí các chúng sinh, khắp trụ biển cõi vô lượng kiếp, như vậy âm thanh cũng chẳng khác. Trong mỗi hạt bụi khắp diễn nói âm thanh của chư Phật, từ âm đó sung mãn pháp khí trong tâm của các chúng sinh, khắp trụ hết thảy biển cõi nước trải qua vô lượng số kiếp, âm thanh như vậy cũng chẳng khác biệt,
biển cõi vô lượng trang nghiêm đẹp, trong mỗi hạt bụi đều hiện ra. Thần thông lực chư Phật như vậy, tất cả đều do nghiệp tánh sinh. Trong mỗi biển cõi có vô lượng sự trang nghiêm di diệu, sự trang nghiêm đó đều hiển hiện ra ở trong mỗi hạt bụi, rất rõ ràng mà chẳng tạp loạn. Tại sao? Vì đó là do thần thông lực của chư Phật, cũng là nghiệp tánh của tất cả chúng sinh mà sinh ra cảnh giới như vậy. Trong mỗi hạt bụi Phật ba đời, tùy sự ưa thích đều thấy được, thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, bởi nhờ nguyện lực khắp thế gian. Trong mỗi hạt bụi có tất cả chư Phật mười phương ba đời đang ở trong đó chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Tùy theo sự ưa thích của chúng sinh đều khiến cho họ thấy được. Theo chư Phật mà nói thì thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, vì nguyện lực của chư Phật rộng lớn mới khắp cùng trong thế gian. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng, cùng pháp giới chúng sinh thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.